Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta thử một con game mới. Game này đến từ studio của mấy anh hàng xóm phương Bắc chúng ta. Nó không tự động dịch ta. Game này có tên là Cổ Long Phong Vân Lộ. Tên nghe cũng mà sặc mùi mấy em Trung Hoa này nha. Tự động dịch qua tiếng Anh đó. Tên tiếng Anh của nó là Gu Long Fan Yun Lu. Xem thử cái chơi lên. Gu Long Fan Yun Lu là một cái trò chơi võ thuật nhập vai quy mô lớn được ủy quyền bởi các tác phẩm của Gu Long, nhằm khôi phục cái thế giới võ thuật do Gu Long viết và thế giới võ thuật gì đó. Thì Gu Long này có khả năng là một ông tác giả nào đó bên Trung Hoa chẳng hạn. Tôi thì cũng không có đọc truyện mà tàu nhiều nên cũng không biết mấy cái vấn đề này. Chuyển audio cho nó dễ nghe. Cái trailer làm 5 phút rưỡi, ông nào làm cái trailer này vậy? Nhưng mà nhạc nghe chất lượng nha. Đúng là những cái chất âm nhạc của mấy anh Trung Hoa luôn. Đây, trailer này 1 phút rưỡi nè. Lý ra làm mà trailer thương mại á, người ta để cái trailer thời lượng cân đối như thế này trước, mấy cái dài dòng á người ta sẽ để phía sau, để tránh cái trường hợp mà chúng ta tốn quá nhiều thời gian vô cái trailer người ta mất cảm tình rồi. Khi mà người ta xem xong cái trailer phút mấy này, nếu như hứng thú game thì sẽ xem cái trailer 5 phút mấy đó thôi. Nói chung là âm nhạc vẫn đậm chất Trung Hoa thôi. Đây là cơ chế chiến đấu. Chiến đấu này, con game này là kiểu team play nha, chứ không phải là hành động nhập vai lả lướt gì cả. Hai bên đánh nhau thì trao đổi qua lại với nhau là chính. Rồi, coi như đã đủ hiểu rồi. Cái sụt Enea con này cũng khá là cũ rồi, nên em không thể trông ngóng những mà trông ngóng hay là mong đợi vào những cái thứ gọi là animation, những cái hành động hay là cái gì đó thôi. Nó rất là cổ điển luôn. À, thậm chí anh em nhìn cái thanh mà này nữa nè, upset này thanh niên nào làm lòng như con game mà để lệch bên á, lý ra nó phải thẳng nè, còn hai cái này thì nó chồng lên nhau luôn nè đó. Thì game của mấy anh Trung Hoa mà có nền tảng phát triển rất lâu dài, nhưng mà chính cái nền tảng đó đôi khi lại tạo thành một cái vết xe mà gọi là con đường đi á, đi riết nó cũng tạo thành đường á, nên họ lười đổi mới cái mới nhiều lắm. Nói chung là vẫn mà dùng mấy cái sụt cũ rồi nhiều thôi. Game này là toàn bộ là tiếng Trung nha, nãy giờ anh em nhìn là tiếng Trung hết á, không có tiếng Anh đâu, game cũng ghi rõ luôn. Trên mà Tempest thì cũng chỉ có hai bản tiếng Trung phồn thể và giản thể thôi, nên hôm nay chơi thử thì tôi cũng chơi cái bản thuốc, chưa có tiền mua, thì cũng coi thử chất lượng game sao. Hiện tại đang bị đánh giá là mid xịt nè. Mid xịt này mà cho mấy game Trung Hoa thì có thể là hơi gắt. Bình luận thì vẫn thấy là đa số vẫn là khen ở thời điểm gần gần đây. Còn tiếng Trung không thì sao mà chơi được, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tool dịch. Tool này tôi lấy trên mà cái Discord, lấy trên cái Discord của mà anh em dâm việc đồ tu tiên, thì họ sử dụng cái phần mềm dịch tự động, thành ra là cái tiếng nó rất là dạng như là anh em đọc tiểu thuyết kiếm hiệp mà phiên bản convert, chứ chuyện convert á nó chưa đến mức chuyện dịch đâu, nhưng ít ra thì mình cũng thể đọc 10 chữ thì cũng hiểu được 3 chữ còn đỡ ha. Rồi bây giờ vô game đã, game này bán thuốc nên là từ từ tôi lục lại xong không nhớ tải về đâu nữa. Đây, data download app Gu Long Phen Rui nữa, Cổ Long Phong Vân Lục. Chơi game thì nhớ giữ cái sức khỏe của mình, chống lại các mà đừng có mà nghiện game đó. Nói chung cái câu này tóm tắt lại thành không chơi game quá 180 phút trên ngày đó. Nào, canh chừng thời gian hợp lý mà vui vẻ mà chơi game, cứ tiệc đồ lậu trong trò chơi nha, anh em không có nên chơi thuốc như cái thằng đang làm video này nha. Nhà phát hành người ta cảnh báo rồi đó. Game này thì FPS nó sao mà nó nhảy như rồi, hết rồi hết rồi, nhưng mà chắc tôi phải lóc FPS lại. Một con game dạng chữ rất là nhiều chữ lại cái thể loại tên bay nữa, nên FPS cao nó chỉ tổn hại thêm thôi. Đâu rồi ta, khởi đầu mới. Đọc đến trò chơi thì chắc là load game á, chuyện xưa như sương khói. Cái này là cái quái gì à? Cái này dạng như là cái vô này á, nhật ký hành trình của mình á, nó sẽ lưu lại mấy cái khoảnh khắc hay là cái vị trí nào đó cho mình, dạng như cái album ảnh á, gọi là kỷ niệm là chính. Hệ thống thiết chí à, cái này là cài đặt hình tượng phẩm là bên trong
Nhận thức là cái này độ phân giải cửa sổ. Thẳng đứng đồng không chết được hả? Phá chặt con chó. Âm nhạc nhỏ lên tí. Xác nhận. Rời đi trò chơi, chúng ta vô khởi đầu mới. Quái ý giang hồ. Ngươi vui vẻ bước vào đời, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Cuộc sống không uổng phí, tận hưởng cái tuổi thanh xuân. Thân kinh bách chiến, tình nghĩa chính đạo. Một người nhắc đến là hai chữ đại hiệp, hai chữ đích thật là không dễ dàng. Không sợ cường địch là một đời tông sư. Thân kinh bách chiến, cái này thì đương nhiên là ba cái độ khó con game này. Sung sướng như anh hùng, cái này là dạng như là vô là làm anh hùng luôn. Trời ơi. Thôi, chúng ta chơi cái mà nhìn đời màu hồng cho nó vui vẻ ha. Xác định. Mấy cái này là mấy cái ảnh loading game này nên là cái tool nó không dịch được. Thì cũng đành chịu thôi, biết sao giờ. Đọc lấy bên trong là đang loading cái màn hình loading game. Rồi, cái này không có tiếng Trung luôn, ủa không có dịch luôn. Ngày xưa tại một vùng biên giới phía bắc nào đó. Cái này giống cái sân luyện võ ha, đúng à. Tại một cái sân luyện võ nào đó. Hơi già già, nãy nhìn mà tính đâu mấy đứa trẻ không à. Ông này giống ông sư phụ của chúng ta thôi. Đấm một cái là đứt chiếc lá đang bay luôn. Khí công rồi luyện nội khí ngoại khí luôn. Để chuẩn luyện khí rồi đó. Xuất hiện một cái công pháp bí ẩn gì đó mà mọi người đều thèm khát đó. Đây, có chữ một nè. Đọc được cái này chữ nhất. Bắt đầu mấy cái phe phái lao vô tranh giành cái công pháp này. Rồi bây giờ là hành bình địa như này đó. Giống như là lên đỉnh Tây Sơn luyện kiếm hồi xưa vậy. Ai đây? Nhìn như một thằng thảo khấu nào đấy vậy đó. Con này rất là thiếu FPS nha. Gọi là cái sâu FPS á. Giống như cái cảnh xuất hiện đầu ra thì làm cái tiếng hoành tráng lên. Hay là tiếng nhảy này quốc quốc đi. Nó chỉ có mỗi cái tiếng nhạc nền thôi. Thiếu Lâm nè. Cái bàn quá mà cái gì ta? Võ đan phải không? Thì tôi chỉ biết là cái cây kiếm nó có cái cọng dây ngoài sau, thường thường là võ đan. Còn mặc đồ mà như thầy chùa là Thiếu Lâm. Hết rồi. Phèn phèn như này thì chắc là cái bàn rồi. Còn cái này là tà giáo này. Thằng nào đeo mặt nạ màu vàng như thế này. Cái mặt nạ này làm hai cái răng nanh lên làm gì không biết nữa. Cũng được quá ha. Nhưng mà đồ họa trong trò chơi thì anh em không thấy hy vọng được thế này đâu. Đây vô game này nè. Hoa mục tiêu. Tất cả đều chết rồi à. Tốt nhất là chết hết đi. Kiếm điện sẽ là của ta. Kẻ nào ở phía trước, ta sẽ cho một lời khuyên, nhanh chóng cút xuống núi đi. Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân. 13 ngày ma hả? Tập âm ma đó. 13 này là con số thôi. Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân, ngươi vẫn là còn sống. Ta Thiên Ma Tiệt sẽ không để đụng ngươi đụng đến cái quyển là Vô Địch Kiếm Điển, là cái cuốn sách mà như cái công pháp bay bay nãy đó. Thì chắc nữa là lên đây để mà kiếm cái đó thôi. Ngươi là thiên ma tất tội rồi, vô lượng này cũng không được tiếp tục mà lên núi. Đây là dẫn hướng dẫn hành động trình tự à, dạng như cái thanh ba tham lai á. Anh em nào chơi mấy game tin bay nhiều thì chắc sẽ biết. Nhạc nhỏ nhỏ thôi. Hành động lúc đầu thì sẽ tính theo cái di động lực thuộc tính khác biệt, thì tấm hình nó sẽ là di chuyển trong phạm vi này. Động tác liệt. Mỗi cái vòng hành động bên trong thì sẽ thu hoạch được một cái cơ hội động tác. Rồi nói chung là đứng trong cái vòng này thì mình có thể di chuyển và đánh địch đó chứ gì. Sau khi mà thực hiện cái hành động thì sẽ kết thúc luôn. Nên mà cân nhắc sử dụng mấy cái chiêu đó cho hợp lý tí. Chiêu thức. Chiêu thức là bên này. Là dạng khung nữa này phải không? Rồi công kích gồm rất là nhiều loại như là tấn công, phòng thủ, quấy nhiễu, nội lực,
sử dụng chiêu thức thì tốn mana, nói chung là tốn mana, nó tiêu hao nội lực đó. À, nó là cái dòng thứ hai trong cái bảng mô tả chiêu thức. Rồi ok. Hiện tại mời sử dụng cái chiêu thức công kích địch nhân thử. Thì chắc là mình sẽ di chuyển lên đây. Xong mình có là không được á, càng khôn nhất. Đây là cái phạm vi chiêu thức mình đánh hai ô thẳng hàng. Trừ 1800 máu, né tránh. Trúng đích trừ 1. Trúng đích không né tránh. Rồi nói chung là mình đánh thì nó có khả năng nó né. Cái này là dạng HP, gọi là khí huyết á, khí huyết về không thì dẹo. Rồi nó đánh mình 200 mấy máu à, mà không thấy gì luôn, tiêu hao thời tự. Là cái này bị ảnh hưởng bởi cái thanh tham lai ban đầu. Tự thân hành động trình tự, đúng rồi đó. Đó là cái dòng thứ ba trong cái bảng mô tả kỹ năng. Tức là mình xài cái chiêu mà càng tốn nhiều cái thời gian chuẩn bị này á, thì mình sẽ càng mất cái lượt ưu tiên nữa. Giống như anh em cắt cái chiêu mà 20 nó sẽ khác cái chiêu 55. Như anh em dùng cái chiêu 55 thì có thể cắt được hai cái chiêu 20 luôn chẳng hạn. Đó. Rồi ok. Cái này thì 47, cái này thì 36 thôi. Cái này là 87 đam phải không ta? Còn cái này là sáu mấy đam hay gì á. Cái chữ này nó che lên cái số đó rồi. Địch quân sinh ra là sao ta? Công kích trước mặt, sơ hở hai bên. Rồi con mũi này, sống dai quá ha. Chém phát nữa thôi. Rồi, đơn giản. Ngươi thua rồi, cút đi. Đừng có làm phiền ta nữa. Ngươi xứng danh một cái tiếng rồi, Cửu Châu Vương. Thực sự coi chính mình là một đại hiệp. Người đã sớm mắc lừa rồi, mọi người cùng nhau xông lên, vậy là nó có quân mai phục ở đây rồi. 13 ngày ma hoa đỉnh tiên. Tên kia tên gọi là Trung Châu Kiếm Phách, thắng lớn lên cùng với gió liền đang dùng cơm đúng lúc chúng ta ám toán. Là cái méo gì? Hoa đâm tiên, kiếm thần thừa dịp vạn tháng đau từ lão tiêu đầu lúc ngủ, vụng trộm cắt đi cái đầu hắn. Rồi, cái này ta cũng giúp hắn một cái đại ân. Những cái thằng này á, là thằng mắc nợ cái thằng kia á, nên tổ chức mai phục mình. Bao nhiêu thằng vậy? Đừng có nói với 13 ngày ma là 13 thằng thiệt nha. Chơi chơi hội đồng á không bạn? Khỏi né 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 né. Trời ơi. Phải, nó chơi hội đồng mình. Thằng này cầm cái cây phi tiêu có khả năng là đánh xa nên mình tiếp cận nó, bêm nó trước. Rồi, one hit nó chết luôn rồi. Mấy con mũi này anh em ơi, khỏi lo đi. Đau mày. Nó gom gom lại nè. Wow. Cái ống máu mình nó còn không giật nữa thì lo cái gì. Rồi nó xiềng xích mình rồi kìa. Tụi mày được. Cái này đâm một hit chết hai thằng nè. Tính ra mấy thằng này cũng là cốc cơm thôi chứ đâu có mạnh mẽ gì đâu. Toàn là one hit một mạng không à. Nó đánh mình thì chả mất máu luôn. Vô đây anh chấp hết. Một căn 13. Ồ. Cái này là đánh theo hình cánh quạt rồi mình quạt trúng được ba thằng này. Ủa, bây giờ sao cho cái nhân vật mình nó lùi ra ta? Chết rồi, lỡ bấm nó di chuyển lên đây rồi. Có cách nào cho nó lùi về không? Hay là xài chiêu này đi. Xài chiêu này trúng được 4 thằng. Một phát là qua ra kêu luôn. Thằng này đánh tay quá không? Em cứ múa đi, anh còn chưa mất được là 20% máu nữa. Con này đánh tay nè. Tay dài nè. Thằng này cũng tay dài đúng không? Rồi mày cứ trưởng đi. Xây camera sao ta? À đây, chuột giữa như mấy con game khác. Rồi, nhất kích tất sát. Trời ơi, mai phục 13 thằng chưa kéo được ống máu 20% nữa. Thật đáng tiếc, các ngươi vẫn là bại dưới tay ta mà thôi.
cái gì mà chính nhân quân tử còn không phải là đến để tranh đoạt kiếm điển à. Tôi thực sự cảm thấy trên đỉnh này chỉ có chúng ta, không còn có ai khác sao? Sẽ có người đến. Nguyên nhân ta đến đây á, nguyên nhân chính là nhất định có người đến nên ta mới đến đây. Đó. Vậy tức là cái ông Cửu Vương Chân Vương này á, Thẩm Thiên Quân á, không biết phải là nhân vật chính của mình không? Lên đây không phải là tìm cái cuốn mà bí điển đâu, mà lên đây để vạch trần cái phía sau chân tướng nó là cái gì á. Nói chung là đi tìm cái mà câu chuyện thôi, chứ không có ham mê bảo vật cho lắm. Gì? Thẩm Thiên Ngọc Quân Bội. Thẩm Thiên Ngọc Quân Bội, Thẩm Thiên Quân tại về Nhạn Phong sau khi lưu lại duy nhất một cái di vật này. Vậy là ổng bỏ đi vậy? Hay là ổng chết? Sự kiện này về sau á, gọi là cái sự kiện Nhạn Phong sự kiện, đã xảy ra 10 năm trước. Những cái cao thủ 89 phần 10 khi đi lên cái Nhạn Phong này đều bỏ xác tại đó. Lên được Nhạn Phong thì cũng chưa từng có một ai trở về. Những cái đại biểu tuyệt học của những bọn hắn đã bỏ đi thì cũng là thất truyền luôn, cho đến khi là cái thế gian trăm năm thế gia không còn cái gì nữa. Những cái môn phái mà cùng hung cực ác á, hay là cái gì đó trở nên hoạt động giang hồ như một trận hỏa cháy lớn. Người thì bất lực, người vô tâm, người thì lại khởi xướng cái tinh thần đạo hiệp cho cái khoảng 10 năm đó. Nói chung là hồi xưa xảy ra cái sự kiện đó, dân mấy thằng có võ nó bu lên chảnh hết, xong rồi cuối cùng chết sạch đó, cho khiến cái mà nhân gian bây giờ như một cái chỗ trũng vậy, đã không còn võ lâm nữa. Tại cái này sống dịch ông ơi, đọc được chữ nhất nè, cái này hai chữ nhất chắc là 11, vậy sao mà đọc cái đoạn quan trọng á, thì nó mất chữ, nó tóm tắt lại từ đầu đến giờ luôn. Thiệt chấp nhận thôi, biết sao vậy. Đây chúng ta cắt cảnh vô một cái gì đó, cái núi đá à. Thằng này nhìn cái dáng phía sau có vẻ khá là trẻ nè, trai gái nè. Thần mưa, tên là Thủy Tinh hả? Án nhân gốc. Cái méo gì đây? Ám khí, người muốn ám toán nè. Hôm nay có thể đi vào án nhân gốc thì chỉ có mình ta thôi. Nực cười, chỉ bằng ngươi. Đúng là án nhân gốc thiệt, xác chết la liệt đó chứ. Đây chắc là nhân vật chính của chúng ta rồi. Nhìn gì mà thở cái vai nó nhúc nhích. Làm animation nhẹ nhẹ thôi ông ơi. Thủy Tinh cầm lại Yến Nam Thiên Tàng bảo đồ mảnh vỡ liền lập tức chạy về. Yến Nam Thiên Tàng, Yến Nam Thiên Tàng bảo đồ, gọi là cái bản đồ Yến Nam Thiên đi, bản đồ Nam Thiên. Tàng bảo đồ là cái mảnh bản đồ kho báu rồi. Nhân Nghĩa Trang từ trước đến nay chuẩn bị tất cả đều là vì thứ này. Nhân Nghĩa Trang á, người trong cái mà nghĩa địa hả? Đây, cái này là cái môn phái Nhân Nghĩa Trang của mình. Lãnh thái. Tất cả các mà môn đồ nghe lệnh lập tức xuất phát tìm kiếm cái Nam Thiên Bảo Đồ. Nhớ là không được mắc sai sót nào. Còn về phần ngươi là mình đó hả? Là mình nè. Thần Vũ, à tên Thần Mưa đó, tên Thủy Tinh đó, gọi là tên Vũ đi ha. Tên Vu, Vu được rồi. Hay là tên Mưa đi, tên Mưa. Mưa, phụng cố nhân di mệnh, vốn không đắc nhiệm dùng cũng không được cách trang. Làm sao? Nhưng anh Hùng Yến sắp đến, có cố nhân di mệnh phía trước, việc này cũng không phải do người không làm được. Tức là mình phải lãnh một cái nhiệm vụ mà ông này không muốn điều mình đi. Tiếp xuống thì ngươi cẩn thận nhất định nghe tao nói. Đến ác chân cốc. Là một cái khu mà cực kỳ nguy hiểm thôi. Như trong quá khứ ta chỉ dám cho sư tỷ của ngươi là một người, hết lần này đến lần khác chính là đem nàng cho cái bàn tàng bảo đồ. Vậy là lúc trước ông này đưa cái tàng bảo đồ cho mà sư tỷ của mình. Lần sau nữa, may mắn cho ngươi là nhân nghĩa cải trang chỉ là cái bóng thôi, 10 năm qua rất là mờ nhạt, chưa hề lộ diện, càng không có động thủ với ai một lần nào, nên sẽ không có người nhận ra ngươi. Tức là mình như một cái thằng vô danh tiểu tốt, quá là mờ nhạt trong cái mà cái khu này luôn, nên không ai biết đến mình. Cho nên ta mới đưa tất cả nhân nghĩa trang đệ tử phái ra trà trộn vào cái giang hồ này. Rồi, cứ tiếp đi. Vì chính là muốn một mình ngươi lẳng lặng tiến vào ác nhân cốc. Rồi ơi, ổng giao mấy thằng kia ra làm bù nhìn thôi, còn mình vẫn là cái cốt lõi.
nhất định phải nhớ kỹ, giữ cái điệu bộ thấp ít gây chuyện, tìm đến sư tỷ và lấy lại cái mà bản đồ. Cái gì đây, đa tình lại giống như tổng vô tình. Nhiệm vụ nhập cốc như lên trời, tìm kiếm ác nhân cửa vào. Nơi đây mờ sương khói, không phận sự cấm vào. Nặng nề hoàng hôn thê lương trong mây mù vài ánh điểm đó. Cái này là cái đoạn văn tả cảnh của ông tác giả Gu Long gì nữa nè. Trên núi đá có hai hàng chữ như tôi mới dịch đó, nhập cốc như lên trời người đến đi bên này. Nhập cốc như lên trời người đến đi bên này á. Có mũi tên luôn nè. Hai hàng chữ phía dưới có mũi tên chỉ đầu vào khúc chiến lượng đường núi là chỉ lên hướng núi này. Ôm hết cái sơn cốc luôn. Cảm giác như là chúng ta bắt đầu game giải đố rồi đó. Hết chân cốc thì như vậy liền tiến vào thôi. Đi tìm sư tỷ. Sư tỷ ơi, em đến với sư tỷ đây. Có đồ gì loot không? Loot thì còn tặng sư tỷ á. Cái xe này nó rất lão ma nha. Có khả năng cái xe này nó bị ngã trước rồi người ta mới vẽ cái mũi tên lên nè. Có thể đánh lại hướng mình hay là cái gì đó. Nghĩ gì đây? Khò khè à, khò khè à. Một cái xác thôi thóp à. Hầu tử, con khỉ, trời ơi. Con khỉ nó nằm ngủ trên đó. Cái này đường mình mới đi lên. Con này đồ họa nhìn nó xấu thật sự luôn. Phía trước có động tĩnh. Đầy thiên vân là cái thằng này, cái thằng đen đen này. Ấy chân cốc chỉ có mình ngươi có biện pháp đi vào. Ta là Kỳ Liên Sơn đệ nhất đạo tặc, thân đạp trời, chân đạp đất. Nay muốn đi vào, ta thực sự nhìn ngươi có thể làm được gì ngăn cản ta. Đi dây hả? Dễ dàng. Mời anh đi, chớ trách ta không có nhắc nhở. Dây kéo này rất là trơn, trên núi gió to, tùy thời có thể ngã xuống. Kinh công của ta là đệ nhất thiên hạ, ta sẽ ngã xuống được ư? Thế nào cũng ngã cho anh coi nè. Ờ, nó đi được luôn rồi kìa. Theo lý thuyết nó phải ngã xuống nhá. Rồi nó đi thẳng băng. À đúng rồi đó. Đáng chết. Súc sinh từ đâu tiến tới. Cút đi, cút đi. Rồi xong. Chuyển sinh luôn. Rồi rồi. Cái này sao có thể sống được. Không tìm đường chết thì sẽ phải chết. Thinh công chắc tiệt này thì đến thân nát xương tan. Cái này anh em buộc cọng dây vô mà cái này nữa chứ. Rồi một cọng dây kia đeo vô cái lưng mới đi được. Ai đã đi khơi khơi như vậy? Không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Thằng này như thằng gác cổng ha. Một thiếu niên rất là gọi gãi. Các vị nếu yêu quý sinh mệnh á, đem thân yếu rồi đem cái món hàng tốt nhất trên người á giao cho ta. Ta không muốn đồ tốt đâu. Tựa như một cái ân tình. Ta nhìn vị bằng hữu nào có độ đồ ảo giang hồ dáng vẻ. Kiếm của ngươi khẳng định là không tệ. Nếu do ta khinh kiếm đó thì ta sẽ nguyện ý mang người gia nhập ác nhân cốc. Thằng này dạng mà bắt đầu thu phí hả? Ta chính là Gia Cát Voi Kiếm. Gia Cát Voi. Nguyên lai này đại ca, quả nhiên ngốc nghếch đến như heo. Ta nói là muốn thanh kiếm kia, người còn sao lại nói là thanh kiếm của người. Mình muốn vòi cái kiếm của thằng này hả? Làm can. Gia Cát đại ca chính là kim sư tiêu cục của đại tiêu đầu. Tiêu cục á là dạng như mà ship hàng bây giờ vậy đó. Hồi xưa cái chi phí tiêu cục rất là cao nha. Cùng phong kiếm Gia Cát Voi. Vậy là hai anh em thằng này là dạng như bảo tiêu rồi, đi đưa hàng vậy đó. Năm đó thì Thái Bình Tứ Hổ đụng đến bọn ta cầm cái bản đồ châu báu đó, giữ vỏ dương vai, để ta một kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Ghê vậy. Không phải ta phát lác, bàn về thực lực thì Triệu Lão Nhị ta cũng là một chín một mười. Thái Hành Tứ Hổ bất quá giết bốn cái con hổ rồi tự xưng được là cùng phong kiếm à. Ta đã giết qua những con hổ nó gấp mấy lần người. Ta không xưng thì còn ai xưng? Người nói hưu nói vượng. Cổ ngàn là muốn ăn đòn. Đánh nó đi. Đánh thiệt à. Mẹ. Nói chuyện thì nói cuồng phong kiếm không à. Mà đánh thì nó lại tung chưởng ra đánh. Mấy thằng này bắt đầu lép lại. Ta chưa từng thấy người chưởng đực có bằng được năm đó thực lực. Ngươi làm sao xuất thủ được. Quả thật là ta thua ngươi rồi. Chẳng lẽ
Nhiều năm trước ta từng nghe nói bên trong Ác Chân Cốc có một vị tiểu ma tinh, hắn tuổi còn nhỏ liền có thể xưng bá ở bên trong là Ác Chân Cốc. Tập thể ác nhân thấy 10 phần đều đau đầu. Là thằng này à? Tin tức của ngươi đúng là rất linh thông à. Tiểu ma tinh đã sớm không còn tại Ác Nhân Cốc bên trong nữa, tức là nó ra ngoài rồi. Ác Nhân Cốc sở dĩ phong cốc, Ác Nhân Cốc thì giăng đèn hoa kết hoa treo nến đỏ, bởi vì tiểu ma tinh kia đã đi rồi khỏi rồi nên bọn hắn quay mặt ra chúc mừng đó. Thằng này nó bỏ đi cái là nguyên cái Ác Nhân Cốc người ta ăn mừng luôn, khốn nạn cái đó đó. Ngươi đoán xem tiểu ma tinh bây giờ hắn ở nơi nào? Là thằng này đó, chẳng lẽ là ngươi? Nếu biết còn không mau ngoan ngoãn đem cái thân bảo bối dâng lên, ta không chừng hài lòng sẽ nguyện ý mang các ngươi gia nhập vào cái tác án nhân cốc này, xuống nước liền, thấy không? Đó, thanh kiếm này dù không được đến mức gọi là tuyệt vô hữu cận nhưng cũng là hàng chân bảo hiếm thấy, nếu như các hạ thích liền mời nhận lấy. Về thần mà cái này tại hạ hả? Không phải, về thần dị đệ của ta tổn thương trong tay của mà các hạ đó cũng chính là do mắt không biết thấy Thái Sơn, không thể trách người được. Rồi đúng rồi đó, làm cái animation cười rồi, thú vị, người này đúng là thú vị. Tiểu ma tinh hay là nhỏ ma tinh, cuồng phong kiếm cũng không sánh bằng cái này cuồng phong đầu gối không. Sĩ bả nó đi, nó chém cho một phát bây giờ. Thôi, ta không cần, cút đi. Cũng được, thằng này này sao mà nhỏ nhỏ xíu nó đem bao nhiêu cái vũ khí đây vậy? Ông nội này đem cái chiếu hay ngủ à? Các ngươi cũng vậy, cút đi. Muốn xem án nhân cốc là như một cái phòng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi giờ. Bảy mươi sáu gì, bảy bắc 63 tỉnh vô địch thủ ở án nhân gốc này. Các ngươi mau lăn lăn đi, chạy cho anh rồi. Thằng này cũng chạy luôn rồi, còn lại mỗi mình thôi. Tên là Mưa, trời, tên là Thần Mưa đấy chứ. Tiểu tử, người khác đã bỏ đi rồi, ngươi dám đi lên phía trước, chẳng lẽ muốn có đồ tốt muốn cho gia gia ta? Ta không có chân quý đồ vật nhưng phải tin vào Ác Nhân Cốc. Ngươi muốn động thủ à? Ta không động tay, ta chỉ động khẩu. Không động thủ, sợ không thắng được ta nên không động thủ. Là chưa từng động thủ. Mấy thằng nói câu này á, một á là nó tu luyện từ bé ở trong mà cái võ trường của nó rồi, cái môn phái rồi, được đến mức cái bá đạo luôn, không có coi trời bằng vuông luôn á. Tức là mỗi lần động thủ là có hàng quan mạng à, tức là nó rất bá đạo. Còn trường hợp thứ hai á là nó béo cái gì hết trơn, kiểu như là thanh niên mới lớn ra đường, đường số không á. Mà nhìn mặt cái thằng này thì tôi nghĩ nó là số 2 nhiều hơn, trường hợp số 2 nhiều hơn. Thú vị, cực kỳ thú vị. Ngươi nói ngươi chưa từng động thủ nhưng một cái không động thủ ngươi là muốn vào án nhân cốc. Kiếm heo gì đó nó hắn còn thú vị hơn ngươi nữa, cùng phong kiếm và các loài. Mình đang nhắc lại hai cái thằng hồi nãy cho này nghe. Ngươi có trí nhớ thật tốt, tốt như vậy hẳn ngươi nhớ ta đã từng nói gì phải không? Ngươi có thể đem Ác Nhân Cốc coi như là phòng mình, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Sinh trưởng Ác Nhân Cốc bây giờ đều là cái gì đó đó đó, nói chung là đang tả cảnh trong này đó. Trí nhớ của ngươi rất là tốt, khả năng thằng này nó đấu võ mồm chứ không có đấu võ tay rồi. Nếu muốn nhập cốc thì phải thế nào? Cho ngươi đồ chân quý, đồ tốt. Rồi, nói chung là thằng này là mình chém gió với nó làm sao mà chém để qua được cái chỗ này thôi. Rồi, trước hết hãy sưu tập manh mối, suy luận tiểu ma tinh làm việc nguyên nhân và tìm kiếm đối sách. Tiểu nhân tinh đứng ở cái miệng của Ác Nhân Cốc này chắc chắn sẽ lưu lại cái hoạt động dấu hiệu, tức là mỗi cái hành động gì đó nó sẽ đợi để lại một cái dấu vết bị người nghị luận, tức là mấy cái lời nói của nó cũng sẽ để lại cái dấu vết luôn. Tất cả những cái thứ này đều là manh mối, một là lời nói còn hai là hành động. Ok, tên này cổ quái nhưng mà cái tâm nó thì mang tính dối trá nhiều hơn, để tránh tốt nhất nên là đừng có suy luận sai lầm.
Suy luận trong trò chơi thì cần một cái vài hoàn cảnh sẽ cần cái chức năng suy luận này. Suy luận thì chủ yếu chia làm ba cái kiểu: manh mối, suy luận và kết luận. Rồi người chơi có thể mở cái giao diện này bằng cái cách là lít vào cái tập nghĩ sách. Cái tập nghĩ sách là cái này, chắc là nó nằm đâu đó bên đó thôi. Bên trong đó thì mình sẽ tiến hành xem xét cùng một nhân vật tương quan đến tiến hành đối thoại. Nếu có cơ hội thì sẽ thu thập được cái manh mối, tức là đi nói chuyện để thu nhập manh mối. Ok, sưu tập manh mối xong rồi bấm vào cái tập nghĩ sách, xem xét cái chi tiết, chấp vá và suy luận. Điểm kích tập cũng giao diện bên trong hai đầu liên quan manh mối, tức là hai cái manh mối này mình có thể ghép lại với nhau thì liền có thể ra được một cái kết quả gọi là suy luận. Suy luận thì có thể dẫn đến kết luận. Đây mình có thể kéo mấy cái suy luận vô với nhau. Suy luận nhiều quá thì có thể mà dẫn đến sai lầm trong suy luận. Sai lầm trong suy luận thì không thể nào kết luận được. Thì mình có thể chọn là hoán đổi suy luận. Rồi ok, tiến độ tự động đã bảo tồn. Mình sẽ nói chuyện với thằng này. Chị là cái gì đây? Một chương vàng lá thất lạc do chịu lão nhị đánh bại vị trí, tức là hồi nãy thằng lão nhị á nó ở đây bị đánh rớt ra cái miếng vàng này. Quý giá tài vật có thể đổi lấy tiền tài giá bán 500 đồng, cấp bậc là hy hữu. Ngon. Dây kéo. Game này bắt đầu chuyển qua cái quá trình mà trinh thám phá án rồi đó. Dây kéo bóng lón treo trong sương mù dày đặc, gió núi bên cạnh thổi rất mạnh mẽ, không phải là người thường có thể đi qua được. Dây kéo treo ở một cái khu mà rất là nồng đậm ẩm ướt như thế này nhưng không có chút nào rỉ sét, vậy là cái dây này cái dây hàng phét hoặc là nó mới lắp gần đây thôi. Hồi xưa ba cái kim loại không được gia công xịn sò như bây giờ đâu, nên xài một thời gian là rỉ sét à. Thậm chí là cổ vật chân quý thì cũng rất ít. Có cái tiếng động gì đó, mấy khỉ nè, ngủ không hả? Chi 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 cha kích hô két. Qua kít. Phía dưới dây kéo lại tụ tập một cái bầy khỉ này. Bầy khỉ từ bốn phương tám hướng đột nhiên lại tụ hợp lại đây, phía dưới dây kéo cách đó không xa. Bọn chúng xem trên vách đá dựng đứng có cái vật gì đấy. Ở đây là có cái gì đó à? Sương mù quá nồng đậm không rõ bầy khỉ nó đang quan sát cái gì. Đây là cái tập nghĩ sách của mình nè. Mình có hai cái manh mối rồi, manh mối không đủ ngọn gỗ ngọn nguồn, nhất định phải đi điều tra thêm cái đầu mối nữa. Rồi bên này không có gì, bản đồ có thằng này thằng tiểu ma tinh chịu lão nhị, chắc là đi đến mấy điểm này lấy manh mối thôi. Game này đồ quả nó đúng xấu luôn á. Ta là trang chủ gì? Cái thằng này mình không tương tác được nha. Mình có thể đứng nghe nó nói chuyện. Chịu lá nhị. Đau chết, tay ta giống như là bị gãy mất vài đoạn. Ngươi bị thụ thương à? Hồi nãy bị thằng kia chưởng trong phát đó, là thằng này nè. Nói nhảm ngươi không nhìn ra được à? Ngươi bị thương ở cánh tay đó. Này thì kinh doanh hoa hồng tạm thời tắt cái này đã. Tay ta thì bị đứt đoạn rất nhiều khúc, đến mà nâng cánh tay lên cũng không nổi. Không biết cái tên tiểu ma tinh kia dùng cái điêu hược gì, nhẹ nhàng một chưởng có thể đem ta đánh bại. Tiểu ma tinh thì công lực cao thâm khó lường, có hắn ở đây hôm nay đừng nghĩ là gia nhập ác nhân cốc, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Chịu lão nhị tay phải đã đứt rồi, biết cái đất gì còn chưa cúc. Không thấy tay ta đang đau à? Nếu không có lỡ phá là thì hình như thế là rồi đánh gãy. Thằng này bị thằng tiểu ma tinh chưởng gãy tay, chỗ này không vào được, thằng này không tương tác được, chỗ này cũng không vô được luôn. Hai người này cũng không nói chuyện nhau được,
Già trẻ không hề lừa tiền múa kiếm, chỉ mua án nhân đồ người. Kỳ quái, rất là kỳ quái. Anh này là Công Tôn, là cái ông mà đeo heo nguyên cái chiếu hồi nãy tôi nói đó. Sư phụ, bạch ngọn nến, có chuyện gì kỳ quái? Vừa rồi phía trời đầy mây, có phải vì bị cái bọn súc sinh lông lá công kích cho nên mới rơi xuống sơn cốc, tức là bầy khỉ nó chọi đá hả? Từ tiếng kêu gào của hắn thì cái bộ dạng này có vẻ là không sai đâu. Chính là quái sự. Thông thường mà nói, chim ưng là loại mãnh cầm, bảo vệ địa bàn của mình sẽ ra tay trước cái tiếng gáy kêu cảnh báo địch nhân, sau đó thì mới phát động công kích. Nếu như trời đầy mây thì xâm nhập cái địa bàn đó bị tập kích tất nhiên là không đáng kể, nhưng ngươi có nghe thấy tiếng cái mà con chim ưng nó kêu không? Không có. Đúng vậy, ta mặc dù đã già nhưng cái thính giác vẫn còn là rất là tốt. Nếu trời đầy mây mà không bị những cái con chim ưng công kích đó, thì đụng phải cái gì? Bà lại từ trên dây kéo ngã xuống. Ta không nghĩ Công Thông bên cạnh vị tứ ca này ngươi cũng nghe lâu như vậy. Vì sao mà trời đầy mây thì lại rơi xuống sơn cốc? Ta không biết. Thiên hạ chi lớn không hiếu cái lạ, đã nghĩ không hiểu sự tình, ta vẫn là dừng lại suy nghĩ một chút. Không có nghe thấy ưng lệ thanh. Tức là cái thằng đầu tiên đi qua cái dây á, nó té xuống là không phải do chim ưng tấn công nha, nhưng mà nó kêu gào cái gì tấn công nó đó. Nếu như chim ưng tấn công nó thì nó sẽ có một cái tiếng kêu là cảnh báo trước, nhưng mà thằng này không nghe thấy. Cu này, chớ quấy rầy bản đại gia. Bản đại gia đang quan sát cái sự tình. Đi đổ động thì nến tinh cương nến. Tiểu ma tinh nói qua ác nhân cốc, bởi vì hắn rời đi mà ác nhân cốc bắt đầu giang hoàng, đèn hoa kết trái, treo lồng đèn đỏ ăn mừng. Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh, thủy khí nặng nề, tức là hơi ẩm trong không khí rất là cao á, nên cây nến này rất là gỉ sét nha. Hồi nãy anh em nhớ cái cọng dây không? Cái cọng dây nó bóng loáng nè. Ủa, bấm vô là cái gì? Cái cọng dây bóng loáng nhưng mà cây nến gỉ sét nè. Đó. À, hai cái này nó kết hợp thành cái manh mối. Cái cọng dây kéo và cây nến giống nhau nhưng mà cây nến nó lại bóng loáng. Thì xác nhận cái cọng dây kéo hồi nãy mới được cái lắp đặt là gần đây thôi. À, hai cái là mình hai cái này mình ghép lại với nhau nữa được nè. Hai cái này á, là khi cái bầy khỉ nó tụ hợp ở dưới với mà mình không nghe thấy cái tiếng âm thanh á, mình kết hợp hai cái dữ kiện này sẽ cho ra một cái suy luận là dây kéo đụng lên quỷ rơi cốc, hầu tử quy tụ hấp dẫn xem xét mây nằm bộ. Không không, cái này là loại bỏ nè, hồi nãy đâu có tiếng chim ưng kêu đâu, cái gì mà nó cũng thấy ghê nè. Đã không? Không, tôi nghĩ là cái bên trái đúng hơn. Cái bên phải là nói do bị chim ưng tập kích. À, mình có thể đổi hai cái qua lại nè. Cái này thì chỉ có một thôi. Rồi, suy luận được chưa? Chưa đủ. Mình mới có năm manh mối này thôi. Đây. Hôm nay thì coi như là công cốc không thể gia nhập được cái mà cốc này rồi. Ta một cái cúi đầu đầu gối mềm nhũn trở về xin tha. Triệu lão nhị thì đúng là rất có tiền à. Triệu lão nhị rất có tiền. Nghĩ sao vậy? Vị bằng hữu này rất thích đùa nha. Trời, hai thằng nó đứng như hôn nhau vậy nè. Âu yếm cũng như vừa thôi. Triệu lão nhị trên người không có một đồng. Uống rượu liền muốn cùng chữ quỷ, ta cũng phải trả tiền mà. Coi như là thật vất vả đó thì mới lao đầu vào làm cái nghề shipper này. Trước mắt thì cũng gì tốn tiền mà thôi. Thiếu tiền mà thôi. Bằng hữu ngươi nói hắn đầy tiền. Đây chính là chuyện đùa chính. Chịu lỡ nhị nhìn nhẵn túi. Rồi. Cái này mũi tên. Hãy con khỉ ngủ ở đây nó đâu tiêu ta. Ủa, sao hết xây được camera rồi?
như thế nào, không có đồ rút hiếu kính gia gia ta thì không có cách nào tiến vào ác nhân cốc đâu, sớm từ bỏ cái hy vọng của ngươi đi. Ta có vàng lá à, cái miếng vàng nãy mình nhặt chỗ này nè, lúc ở đánh cái thằng lão nhị á, vàng lá, vàng lá coi như bảo bối, ngươi không phải tên điên thì chính là thằng ngu. Dạng vàng lá này trên người ta có liền mấy chục phiến, thằng này con phú nhị đại à, mang ở trên người còn ngại vướng bận, ngươi có muốn hay không muốn vài miếng, cho em miếng đi. Không, cái này mới đúng, miếng vàng này tôi nhặt từ dưới đất, dám đem đồ gác nhặt trên mặt đất đưa cho ta. Cái này là rơi tại chỗ chịu lão nhị bị đánh bại, là chỗ này nãy nè, có ý tứ gì thì sao? Chuyện này xem như là tài vật của hắn đi, người ngươi muốn cầm đến hoa miếng ha. Nếu như hồi xưa thì ta sẽ cho ngươi gia nhập cốc, thật vất vả thôi. Rồi bây giờ thì không cần. Vậy là hai cái này nó dính với nhau chắc luôn. Đó, cái miếng vàng này nó gớt trong người cái thằng lão chịu lão nhị ra. Nhưng mà chịu lão nhị thì nghèo gớt mồng tơi luôn, như cái thằng lão đại nãy nói đó. Nên cái miếng vàng này trên người thằng tiểu Martin rất là nhiều đó, chứng tỏ là cái thằng tiểu mà tin nó đưa vàng hối lộ cho thằng triệu lão nhị này. Đặt mối, bây giờ mình ghép được cái manh mối mà hai cái này không hả, không ghép được nha, chỉ có khả năng là nó giả bộ mà thụ thương thôi. Lão nhị ơi, lão nhị đây phải không, tại ta giống như bị đứt đoạn mất rồi. Đây là vàng lá của ngươi à, đây là ấp úng rồi đó. Vàng lá của ta sao ở trên người ngươi, lại còn dám tới đây? Tay phải của ngươi không có gãy rồi, nó mới vừa cái tay phải nữa kìa. Tay của ta đau quá vốn không gãy, hiện tại đã gãy thật rồi. Ngươi cách cho ta sao một chút, tiểu ma tinh võ công thật đáng sợ, ta bị thương rất nặng, không còn tâm tình ở chỗ này cùng ngươi lải nhải. Hằng ngày chém gió với bố mày, tay phải đâu, dám bảo tay phải bị gãy. Chịu lão nhị thì không có thụ thương, hắn làm bộ bị tiểu ma tinh đã thương. Đây, tiểu ma tinh là mới bố trí dây kéo khiến cho người ở trên sườn núi mua được đất giống á, vua chuột được chịu lão nhị cùng trời đề mây khiến hắn rơi xuống, làm giả bộ rơi xuống cái đất. Không có kéo xuống đọc chữ được nữa, ba người thành hổ là sao? Chịu lão nhị làm bộ, đây đây đây, mình chọn đúng cái thì mới đưa ra kết luận. Ủa gì là xong rồi đó hả? Thì cái thằng kia là nó chém gió thôi. Đó, tất cả hắn là chỉ sắp đặt cái bẫy là chính, có một kết luận có thể mà cung cấp cho tiểu ma tinh để chân chính đi vào cái cốc cùng tiểu ma tinh trò chuyện, vạch trần thủ đoạn lừa đảo của thằng tiểu ma tinh này, cùng nó nói chuyện tìm ra cái cách mà đi vào cái nhân cốc. Thằng này nó chém gió, nó thuê cái thằng này làm diễn viên thôi, giả bộ tung chưởng cho thằng này, nó giả bộ gãy tay xong rồi đi bắt mấy thằng này trả tiền để đuổi nó ra khỏi cái nhân cốc đó. Có khi mà cái thằng té dây hồi nãy cũng là diễn luôn đó nó nha. Ta biết ngươi có một cái thủ đoạn, đây, ngươi có một cái thủ đoạn gì đó, tay cầm là thủ đoạn á. Nếu thủ đoạn là đồ chân quý thì biến mua cho ta, nghe ta một chút. Ngươi xem có thể tìm được cái nhược điểm của ta à? Đây, đó, cái cảnh giống như mấy cái phim ha. Ngươi dùng vàng lá mua chuột chịu lão nhị, cùng trời mây đồng bộ là cái thằng đầu tiên đi qua cái cọng dây, thằng mà có cái gì khinh công rất là cao á. Chịu lão nhị thì giả vờ thụ thương, võ công của ngươi không đủ cách để đả thương hắn đâu. Ok, còn cái thằng mà khinh công tuyệt đỉnh hồi nãy thì cũng giả vờ rơi xuống cốc, hắn treo lại cái bầy khỉ ở ngay phía dưới cái vách đá dựng đứng. Đầu này là dây kéo trong sương mù gỉ sét á, trình độ quá thấp, tức là cọng dây này nó quá còn quá là mới đi,
chứng tỏ thì người phủ nó lên không lâu cũng không phải là cái hướng đường đi đến án nhân gốc. Giỏi. Được rồi, xem như là ngươi nhìn thấu đi, vậy thì sao? Đến đây, chịu lão nhị và chờ đề mây. Hai người các ngươi dùng sao cũng diễn không tốt mấy. Người khác thì có người biết rồi, chịu đến đây đi. Nè, thằng lão nhị chúng ta nè, lão đại. Ngoài cái miếng vàng lá thì ngài có cho tôi cục phân rồi nữa không? Phân phó cho tôi một chút. Ngươi đừng có gọi ta là lão đại. Lúc trước thì ngươi chính là cái gì mặt hàng đó, cái kia là khác biệt. Kim sư gia Cát Lôi lúc trẻ vẫn là một nhân hào, bây giờ thì thật là không tin được là cái thằng đại ca nãy mà đưa cái kiếm cho này á. Hai ngày trước trong cái chuyến mà đi áp tiêu đó, cũng mà nghe lời hắn nói năm đó, không nói trước là chỗ báo nhén vào quan ngại. Bệnh một chút là kém bồi lên rồi đâu. Trời ơi, cái thằng mà gia cát nãy đem đồ đó, đem cái đồ bảo tiêu đi tặng cho gái nên bây giờ nợ tiền. Tiểu lý phi đao như cũng mới lấy mạng giao hỏa đó. Bây giờ thì nợ nần chồng chất hết trơn rồi. Không có công lao thì cũng phải xé tôi phải đi mà khổ lao thôi, 2 năm. Rồi, nên cuối cùng là cả hai thằng này nó lưu lạc đến cái án nhân gốc này. Số cũng tội quá ha. Thằng này là cái thằng khinh công nãy nè. Cà lâm lương tay. Ta lấy tiền xử lý nhanh gọn, am hiểu nhất là sự tình, nhưng không có mà mắc bất kỳ lỗi nào, cũng không có nợ ai. Ai chả biết là ngươi bị một con nữ yêu quái tên là Kỳ Liên Sơn ở sườn núi mang theo, bị cái em gái nào đánh á, xong rồi mới ôm cái vết thương trốn bên đây. Còn may mắn dám bảo là hiểu nhất sự tình. Hai thằng này tha phương thôi. Ta một thân mà khinh công đầy mình há lại làm trò cười cho ngươi. Rồi rồi rồi, bình tĩnh đi hai chú. Bội tính quên chủ nghe rất xấu, có thưởng, may mắn còn sống nghe cũng mà khá là tệ, có thưởng luôn. Thằng này đúng kiểu là đại gia luôn á. Nói chuyện cái là móc tiền ra quăng à. Cái người cầm lấy bàn má và cút khỏi mắt ta. Ôm đùi anh lão đại này đi. Không nghĩ ra trò lừa như thế này cũng bị ngươi phát hiện. Ngươi đoán tại sao ta muốn làm như vậy? Để là dọa đuổi tất cả mọi người, không muốn người ta tiến vào án nhân gốc. Thông minh, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhị người thông minh. Đệ nhất là cái thằng đang làm cái video này nè. Ngươi không biết ai là đệ nhất người thông minh sao? Thằng làm video nè. Không lẽ là ngươi? Đúng rồi đó. Chỉ có thể là ta. Cho nên ngươi cũng không ngại nghe ta xin lỗi một chút phải không? À, cắt cảnh như điện ảnh luôn. Ngươi không động thủ cũng không cách nào làm chuyện xấu. Không phải không cách nào làm chuyện xấu. Cái này không giống như là án nhân, nhưng lại là người tới án nhân cốc. Mình á, là không biết võ công, nhưng mà cũng có thể làm được chuyện xấu nha. Giống cái thời hiện đại bây giờ á, anh em cũng đâu có cần tập võ để đi lừa đảo đâu. Chủ yếu là mồm mép khéo léo một tí là đi lừa đảo được. Giống thằng này đó. Thì ngươi cũng không phải như là một cái kẻ xấu, nhưng mà tại sao lại đến đây? Cho nên vốn như mà người ta nói á, ngươi có một loại vũ khí khác, tức là kiểu nói như là cái thủ đoạn rồi đó. Ngươi phát hiện người ta làm bộ, cũng phát hiện người ta võ công là không tốt, cũng không có đã thương ngươi. Ngươi có thể đem cái thủ đoạn này nói ra bên ngoài, người bên ngoài sẽ tìm ta mà động thủ rất là phiền phức. Nhưng ngươi lại lựa chọn chỉ nói cho mình ta biết, tức là mình biết cái thủ đoạn của thằng này nhưng không nói cho ai hết, chỉ mà lẳng lặng nói chuyện với một mình đó thôi. Cái này giống như là 10 phần của ác nhân rồi. Đó, nên ta sẽ suy luận ra một điều là ngươi không phải ác nhân, nhưng ngươi lại muốn lặng lẽ tiến vào cái ác nhân cốc này. Thằng này nó cũng thông minh quá ha. Đó, nó dự đoán luôn. Mình không phải kẻ ác, nhưng mà lại đi vào một cái khu mà cực kỳ ác độc như thế này, trong khi lại không biết vỗ vẻ gì cả. Thì một là mình tìm người, hai là mình tìm đồ, còn ba đồng nghĩa là ngươi tìm cả hai luôn. Xem ta nói có đúng không? Đúng rồi đó anh. Sư huynh cũng suy luận khá phết đó nha. Nắc hả? Nếu như ngươi không nói ra cái đường vào á, thì bây giờ cái thủ đoạn này sẽ trở thành cái vũ khí.
Ngươi không phải ác chân nhưng cũng không phải là người tốt. Không phải cái ác nhưng cũng không phải người tốt đâu. Đương nhiên là sống trong cái xã hội này mà. Kẻ ác thì chưa chắc là... Kẻ ác chưa chắc có thể sinh ra lại ác nhân cốc. Cái câu này dịch ra thô thô một tí á, suông suông tí á, là kẻ ác chưa chắc sinh ra là ác nhân cốc, nhưng mà cái đến ác nhân cốc này thì chắc chắn là kẻ ác na ná gì đó. Này, thay vì để bọn hắn chết là một xương trong cái đường đi đến đó thì tốt nhất là nên giao cái đồ vật quý hiếm cho thằng này nó giữ. Đó, trên cái đỉnh núi này mất đi mà cái tính mạng là quan trọng nhất, thì cái vật chân quý nhất về sau cũng trở thành vô chủ, nên ta giữ dùm cho thôi. Đó, tránh gọi lãng phí nè. Trước sau gì mày cũng chết là đưa đồ quý quý của mày cho tao đi, vợ mày đưa tao luôn. Tao không có đồ vật gì quý báu cả. Rồi, tao cũng trực tiếp nói cho ngươi. À, cái đường bên hông nè, nó để chiếc xe đây lừa đảo thôi chứ gì. Đó, hồi nãy là tôi nghi rồi. Ác nhân cốc nó vào ngay bên tận cạnh cái khối đá khắc chữ ở phía dưới. Chỉ cần đi theo cái hướng cột ốc đó là có một con đường ở phía sau. Nhưng ngươi nên nhớ là nếu trong cốc mà tìm được cái đồ vật chân quý gì đó thì tốt nhất là nên đưa nó cho ta. Rồi, ok. Coi như có qua có lại. Ác nhân cốc cửa vào ngay chỗ này. Vũ khí tiểu đồng, dừng lại, bạn đại gia có chuyện muốn nói với ngươi. À, cái thằng hồi nãy bán vũ khí nè, nó đeo một đống vũ khí luôn, hóa ra là thương gia. Ngươi là ai? Mày không biết bố mày là ai à? Ta tên là Thủy Tinh. Thật ra ta cũng đéo quan tâm mày là ai đâu, bố láo gì ta. Bởi vì ngươi chỉ là bị ta chọn trúng là một điều mà thôi. Ngươi nhìn chúng ta cái gì? Bản đại gia tên là Vũ Khí Tiểu Đồng Tử, Ngọc Đẹp Đồng Tử à? Vũ Khí Tiểu Đồng là người xưng bá binh khí phổ 6 bản nam nhân. Binh khí phổ 6 bản. Binh khí phổ là dạng như cái bảng xếp hạng binh khí á. Binh khí phổ người cũng không biết à. Bách Hiểu Xanh thì 5 năm sẽ đưa ra một cái bảng xếp hạng gọi là binh khí phổ, chia làm bát kinh kích bảng. Bát kiếm đao trường binh song nhận và ném, cái này là dạng như mà ám khí phi tiêu á. Cái này là chắc là song kiếm này, là cái hai cây kiếm nó gắn với đất nha. Trường binh là cái cây dài dài dạng như cây thương nhé. Bát kích bảng là cái này là cái gì không biết. Kiếm đao thì anh em chắc biết hết này, khỏi nói. Đây, mỗi bản đều sẽ đưa ra lời bình trong chốn võ lâm am hiểu nhất hạng này khi là binh khí trước 20 người. Kỳ hạn 5 năm sắp tới, hôm nay Bách Hiểu Xanh muốn lần nữa dùng cái xếp hạng là cái binh khí khổ, bạn đại gia, bổn đại gia nhất định sẽ lên được cái bảng xếp hạng đó. Thế thì chuyện đó liên quan gì đến ta? Ngươi chính là do bản đại gia nhìn chúng, thích hợp nhất chúng ta đạt cái thượng vị kia một người. Ta đéo muốn. Ngươi nói không muốn là do ngươi chưa từng gặp qua ta mà thôi. Đấy, chọn đi, chỗ này toàn là những cái binh khí tốt. Trước mặt ta những binh khí này không ngại xem trước một chút với quyết định. Ta động khẩu, không động thủ. Uống miếng nước đã. Game này chữ gì mà như đọc tiểu thuyết được đó. Anh em thấy 1 triệu chữ chưa? Đọc anh chịu chữ là chắc cái kênh này lên được 20-30 cái video này luôn á. Không cần sợ, ngươi cứ chọn món ngươi thích, đại gia sẽ dạy ngươi một chút cái công phu. Ta nghe lệnh làm việc, không thích động thủ. Cái thằng quỷ này, để đáp ứng loại sự tình này, ngươi đều là kẻ ngu đi. Người ta nói là nhất định là ngươi phải không? Đây đây đang cái ông đầu game nè, Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân nè. Vậy ông này là sư phụ của mình phải không? Hay là cha? Ta xin thầy sẽ đi điều chứ. Miễn là ta còn sống thì ta sẽ phải điều tra rõ cái việc này, đem lại giang hồ cái sự yên bình cho mà giang hồ.
ở đây chờ ta trở về. Ta đương nhiên sẽ trở về. Ta sẽ không phụ lòng ngươi. Nghe mùi bẩn quá vậy. Có lẽ hồi nãy thằng này nhắc đến chuyện là chưa từng ai nói dối mình hay gì đó, nên mình nhớ lại cái câu đó, nhớ lại cái lời ông Thẩm Thiên Quân nói sẽ trở về, nên cũng nghi ngờ là không biết có bị lừa không. Đây, ngươi quả thực là bị lừa rồi. Chọn binh khí lẻ đi, vẫn chưa trễ đâu. Nếu chọn thì sao? Ngươi có phải ngu thật không? Cái này bộ dạng này mà còn đòi tiến vào ái nhân cốc. Ta còn phải vào ái nhân cốc cho nên không thể để ngươi là chỉ test cái binh khí nó được. Binh khí phổ 5 năm một lần, xếp hạng, thời hạn sắp đến. Ngươi tìm ai hỗ trợ thì tốt hơn đừng có dùng ta để động thủ. Thằng này nó muốn test cái vũ khí của nó đó. Trừ phi là ngươi chỉ là muốn cầm binh khí để giết ta thôi. Ngươi màu tóc bạch. À, mặt ngươi màu tóc bạch, trời ơi. Tức là nó chê mình là công tử mặt trắng á. Hai mắt thì đờ đẫn, bước chân thì phù phiếm, giống như một cái gã mà ngồi làm cái video này vài chục năm chưa bước ra đường đó. Cái anh em nhớ cái tấm hình mà meme cái thằng trong hang nó chui ra không, cách đây vài chục năm á đó. Đó, chê mình là dạng công tử bột mặt trắng không có đi ra đường, đi công trình học áo mòm luôn đó. Tết nhất mà vẫn phải đi công trình nè. Bổn đại gia quả võ công thì đúng là chả ra sao cả, nên rất khó để gặp được người như quả hồng mềm. Không chọn người thì chọn ai, tức là nó thấy mình dạng yếu sinh lý nên nó mới chọn mình đó, để nó test cái vũ khí của nó. Nếu đúng như thế là thật ấy, thì ta vẫn không động tay đâu. Bây giờ ngươi không động thủ thì tao động thủ. Hắn đã chết. Chết tốt hơn, dù sao ngươi động thủ cũng phải chết, không động thủ cũng phải chết. Rồi cầm lấy cái vũ khí đi, rồi ta sẽ tiễn ngươi về cùng với hắn. Bây giờ mình chọn cái nào? Gan đai thì tôi không thích đâu. Con game này tên bay nên tôi chọn là một là trường binh, còn hai là song kiếm, ba là cái phi tiêu thôi. Song nhận thì khả năng mình nhất kích tất sát rất là cao luôn. Trường binh thì đương nhiên mình sẽ đánh AoE, còn cái mà ám khí thì đương nhiên là giữ khoảng cách. Hồi nãy mình chơi cái mức mà tương đối khó nên xong kiếm đi. Lần lựa chọn này sẽ ảnh hưởng ban đầu đến cái kỹ năng tổ của mình, xác định. Từ 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 từ. Mấy con game mà võ hiệp với Trung Hoa kiếm luôn là bá đạo nhất. Cái này thì giữ khoảng cách ta. Xong kiếm đi, thôi chốt. Xác định. Đó, tức là cái bạn mà muốn lên bảng xếp hạng á thì phải giết một người. Giết một người thì nó lên cái chỉ số như KDA hay là làm nhiệm vụ gì đó. Thì cái bảng xếp hạng binh khí này mới lên một bậc. Thì thằng này nó mới thấy mình là cái công tử mặt trắng á, nó mới dùng mình làm trục tạch. Khốn nạn. À, nó đưa cái binh khí cho mình xong nó đổ thừa mình là một cái thằng sử dụng cái binh khí gì đó có nguy hiểm như mấy thằng kia hồi xưa đó, nên nó diệt khẩu mình. Khốn nạn. Quả hồng mềm chịu chết đi, nó đánh thiệt luôn rồi kìa. Ây da, ây da, ây da. Ờ, có 12 máu à. Phải đấy. Mình phản đồ với nó 100 máu. Vậy là hồi nãy tôi hiểu nhầm thằng này rồi, hóa ra nó không phải là công tử bột thiệt mà nó cũng là dạng có võ công đó. Ông sư phụ hồi nãy đánh 2.000 máu lận mà thằng này nó đánh 100 máu thì cũng đã đỡ rồi, chống đỡ. Nhân vật mà lúc bị tấn công á, cái xét sức mà phát động ra cái chống đỡ này. Chống đỡ thì dạng như là cái khiên như đi, chống đỡ thì xét sức là từ cái thuộc tính chống đỡ. Ok, phản đòn. Ngoại trừ cái khả năng phòng thủ á, thì nhân vật lúc nhận công kích cũng mà có sát xuất lại là phản đòn lại. Phản đòn á, thì không tính vào cái hành, không có tính vào cái hành động trình tự, tức là mình có thể phản đòn ở nó thì không có bị delay cái nhân vật nữa. Sử dụng cái phản đòn thì không bị mà tiêu hao cái ô thời gian, nhưng sẽ tiêu hao cái nội lực nha. Tức là mình bui phản đòn thì phải bui cái nội lực cao cao lên mới được, chứ không thôi là hết mana đó.
Phản kích thì do cái chỉ số phản kích quyết định. Phản kích càng cao thì sát thương càng cao, ok. Cái này là phản kích phản cách. Đánh tầm xa thì không bị cái quân địch phản kích thôi. Ngoài ra thì cái phản kích này còn có khả năng là đánh lui hoặc kéo đẩy mình đó, để mà cho quân đó. Không, cái đòn bình thường á có khả năng đánh lui hoặc kéo đẩy vô đúng cái phản cách để mình có thể là tạo cái phản kích. Ok, dạng như là kết bột hợp hai cái mà combo như tính toán á. Trong cái phần kỹ năng này bấm vô xem thông tin sơ hở à. Trong trò chơi phần lớn nhân vật đều mang theo sơ hở của mình. Khi mà phát động công kích á, thì đương nhiên sẽ có sơ hở. À đây, cái trắng hay là cái đỏ thôi. Cái màu vàng là cái sơ hở hay là cái trắng này? Đánh vô sơ hở thì tăng đam, rồi tóm tắt vậy đi, đó. Khi mình phản kích đó, hoặc là tấn công ở cái góc nhọn là cái mũi nhọn này đó, thì sẽ công mà lộ ra sơ hở rồi ok. Tức là đánh bây giờ phải tính toán cái đường quân địch ở đâu nữa. Cái giá thức là cái này hả? Là dạng như cái điểm action point đó. Không giống với mà cái chỉ số máu. Giá thức mà về không thì sẽ không có tử vong nhưng mà sẽ bị suy yếu. Suy yếu đây phải không? Nè cái đỏ đỏ nè. Suy yếu thì nhân vật sẽ bị mất 100 cái điểm tốc độ. Lúc đó thì dễ bị mà tổn thương gia tăng nữa, không cách nào hành động luôn, không cách nào hành động bất kỳ cái hành động nào như là né tránh phản kích mà không có làm gì được hết. Hành động lúc bắt đầu giải trừ thì cũng khôi phục tất cả cái giá thức rồi ok. Bạo kích rồi như là đánh chí mạng rồi ok. Tổn thương dự lãm hả? À, dự tính là khi gây chuột cho đối phương á, thì sẽ tính toán ra mà cái dự tính gây ra bao nhiêu sát thương, khả năng bị phản kích bao nhiêu cái thứ. Chế tạo sơ hở. À, tức là hồi nãy khi mình tấn công nó sẽ lộ ra sơ hở, còn nếu như nó không lộ ra sơ hở, mình có thể tấn công nó để ép nó bị lộ ra cái sơ hở khi mà bị mình đánh đó. Cơ sở cái sơ hở mới sẽ được sinh ra theo đúng cái phương vị nè. Làm địch nhân suy yếu là cái cách thắng lợi nhanh nhất, không có con đường nào tiện hơn nữa. Xin mời nếm thử cái công tích. Đó, mình đứng ở đây thì mình sẽ đánh vô được cái sơ hở của nó. Ổn 118 hả? Thương hồn ấn 108. Trúng đích mục tiêu sau khi phát động ngự phong là sao? Huyết chiến tiêu hao 10% còn thừa huyết chiến. Cái gì một hit chết quẹo rồi không nổi. Trời ơi, nó hướng dẫn gần 10 phút của tôi chứ, xong rồi vô đánh một hit chết. Đủ đảng con game. Cảm giác chiến đấu này trông rất là quen thuộc, thật là thỏa mãn. Học được cái chiêu thức mới là hần gào quỷ khóc. Lựu đạn nhà nó hướng dẫn gần 10 phút, vô đánh 3 giây. Ngươi dám lừa ta, ngươi nói chưa hề cùng động thủ một lần. Chẳng lẽ công phu của ngươi là từ bụng mẹ chui ra? Đúng rồi đó. À, đúng rồi. Ta nghe lệnh làm việc chưa cần động thủ. Cái câu này hồi nãy mình nói mấy lần rồi nè. Lừa đảo. Chắc định sau này sẽ cẩn thận tuyển mục tiêu hơn. Rồi, tha cho mạng mạng đó. Rồi, vô cốc thôi. Tốn thời gian vãi đái ra. Đẹp quá ha. Đây, chúng ta đã vào ác nhân cốc.
Nơi này giống như một cái sân bơi bình thường nhưng lại là ác ăn cóc. Nhất định phải bảo trì mà cái cử chỉ gọi là lặng lẽ một tí. Dung nhập trước hoàn cảnh, quan sát tình thế, thì thời dò xét cái sư tỷ. Sư tỷ ơi, em đến đây. Cái gì đây? Rồi, xong cái nhiệm vụ. Cái này là cái thư viện của mình. Cái này là sử dụng đầu cụ. Sau khi mà kết thúc chiến đấu, khí huyết và nội lực sẽ không tự động hồi phục. Chua gì nha. Người chơi cần phải mở vào cái hành trang của mình, cho nó sử dụng đầu cụ. Đẳng cấp tăng lên thì cái thắng lợi tham dự chiến đấu anh hùng sẽ thu được cái điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm thì lên cấp, tăng điểm thuộc tính, ok. Rồi cũng qua cái giao diện này mình tăng được mấy cái chỉ số như thế này. Sáu chung gọi là sáu hướng. Anh em nhớ cái la bàn mà bát quái đồ, cái là lục gì đó, lục quái rồi đó. Nó có cái chỉ số như một gạch hai gạch rồi đó, là nó đó. Thuộc tính thì sẽ hiện thị ra cái mô tả chi tiết như thế này. Nhấn nút V để xem. Đây là cái sáu cái phương vị của mình, ngoại trừ năng lực bên ngoài đó, thì cũng rồi 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 rồi. Chiêu thức cùng hệ số đi kèm trạng thái. Rồi rồi rồi, nói chung là phím V. Rồi lẽ đi, trang bị chiêu thức. Nào đây, cái này quan trọng nè. Mình có thể lắp cái chiêu thức này vô thì nó sẽ ra cái hàng bên đây quá. Thanh trang bị vị. Rồi học chiêu thì phải lắp chiêu vô. Cái chiêu nào có chữ phản kích thì nó sẽ để ở bên đây chữ phản kích. Đó. Đó, phản kích nhãn hiệu nè là nó để bên đây nè. Phản kích chiêu thức, phản kích nhãn hiệu nè. Mất cái dòng dưới rồi đọc không được. Rồi có thể mà cộng điểm chiêu thức tùy ý. Rồi ok. Bây giờ nút nút V chứ. Trời ơi, như vậy sao mà đọc được? Đây là một cái chiêu thụ động phát động khi mà có chiêu chức chiêu thức là trúng á. Nhân vật có thể di chuyển bao nhiêu ô? Tăng một ít máu, sau đó là tăng rất là nhiều sát thương lên. Khí huyết tinh chuẩn chống đỡ bạo kích. Cái này thì tăng máu với tăng phản kích. Tăng phòng thủ luôn. Còn cái này tăng nội lực tốc độ. Tôi nghĩ là thích cái điểm này hơn. Tốc độ cao á, thì mình đánh được, mình farm kill rồi dễ hơn. Tăng né tránh. Cái này thì tăng mà chí mạng. Sẽ tập trung vào hai cái điểm này. Đầu tiên thì tăng cái điểm tốc độ đó. Rồi, ok. Tăng nó không có nhiều phần trăm hết cho nó. Tăng đại đi đầu game mà. Ngoài ra còn gì nữa không? Chiêu thức đây. Đây hồi nãy mình học được cái này nè. Xong kích. Cái coi lại cái thuộc tính của mình coi. Công kích 37. Mình tăng mát vào tốc độ luôn. Chơi xong kiếm à. 75, 69. Thiêu đốt cách hả? Khí huyết mà thấp hơn 30% á thì cái chiêu thức tăng 100% được. Trang bị sao? Đây hả? Đột thứ thương hòa ẩn, xong kích. Nhưng chữ nhân là sao ta? À, tám tiêu hao nội lực 28, sát thương nó là 73 phải không? Nội lực 22, sát thương là 60, chia ra thì 3 phần. Tức là một điểm nội lực phản ứng 3 lên. Đắp cái kia thì được hơn. Nhưng mà nó không có hiệu quả đặc biệt gì cả.
Nó ảnh hưởng bởi những số thân pháp đó. Thân pháp, nội kích tinh thể thân pháp là cái này, trời ơi. Không, không chơi thân pháp. Rồi, chỉ cái nhân vật của mình là chỉ có thân pháp thôi, tôi không tăng vô điểm nữa rồi. Rồi, sau này mình tăng map thân pháp nha. Nó sẽ tăng ba cái chỉ số này. Rồi, lũ đạn đó. Bộ chiêu mình thân pháp luôn à. 1, 2. Đột thứ, thương hồn ẩn, song kích. Còn phản kích là thần gào quỷ khóc. Ok. Sư tỷ ơi, em đến với sư tỷ đây. Ăn nhậu gì đó mấy anh. Từ khi tiểu ma tinh là xuất cốc về sau á, ta đi ngủ được là ăn ngon ngủ yên nhiều hơn, thần khí cũng là thoải mái hơn rất là nhiều. Cái thằng hồi nãy á, dạng như cái quỷ ám nguyên cái làng này đó. Cái thằng đó thì muốn đến thì đi, muốn đi thì đi, muốn ăn muốn uống thì không ai dám chọc hắn, chọc hắn thì liền xui xẻo. Ác nhân thì mấy thằng ngoài ác nhân thất đức rồi còn bị nó củ hành nữa. Chúng ta hại người thì ít nhiều có cái mục đích, còn thằng khốn đó hại người thì chỉ là chơi cho vui thôi, khốn nạn thì chứ. Nhưng mà hồi nãy mình trình mình thì cao hơn nó một tí. Ok, tất cả đồ giấu ở nhân cốc. Thằng kia hại người như là lấy đồ chơi vậy đó, xong rồi giấu đồ ở đâu đó. Có khả năng cái lời thoại của mấy đứa này sẽ dẫn mình đi lấy cái kho báu đó. Đó thì chỗ đó rất là hung hiểm, có rất là nhiều cái pháp bảo của Đỗ Lão Đại, Đỗ Kiều Kiều và Lý Đại Chỉ đó. Người nên trong mấy nhân gốc này đi tìm cái mà tầm bảo của cái thằng tiểu quỷ đó đi. Bộ nhìn ta như còn ngu gì sao, đúng là nhìn ngu thiệt. Ta không có đủ trình độ mà công phu đi tìm cái thằng chỗ giấu của nó đâu. Nghe đồn đó, nghe nó tán nhảm. Nghe đồn bấm vô đâu ta? Cái này dạng như là chiêu thức này. Ô, dân cư bên đây cũng là dân cư nữa. Ủa, ê, gái nè. Năng Nhi, Năng Nhi. Gái nằm ngủ trên giường mà mình vô tính queo luôn á. Nhặt được cái mà thuốc đắng giả thật, bồi dưỡng tính khí dạ dày hư cấu. Đốt sạch nhà em á luôn. Ấm trà. Bên trong thì trà còn đang nóng. Năng Nhi, đừng ngươi sao? Rồi bà hả? Con sai rồi bà ơi. Mặc dù thương thế ta không mấy chốc sẽ. Bà này thụ thương rồi. Tối ngày Năng Nhi, Năng Nhi. Điên lão bà. Bà này đang bị khùng khùng lên, bà sợ bà là sẽ sát hại cái con bé Lăng Nhi luôn. Đó, thì như là hai cái nội tâm bà đang đấu tranh đó. Lúc thì bà khùng khùng, còn khi là bà lại rất là yêu thương con Lăng Nhi đó. Người này đi ngủ rồi thì một tiếng nữa chắc cũng không tỉnh đâu. Tiếng gửi nữa, ba khắc. Mỗi khắc hình như là 30 phút phải không? Xin tí dược liệu nha bà. Đương quy. Bán có 10 đồng à. Khỏa tim. Vứt sạch nhà bà già luôn. Cái thằng này nó ác. Đút cái ấm trà luôn đi. Lút bà già luôn nè. Rồi lút bà già không được. Kiểm kê tài sản này. Chúng ta nãy mất tí mana nè. Quá mới rồi. Bãi bố. 100 đồng tăng được 63 máu. Ngon. Đặc biệt.
À, cái Thiên Quân Bội là của cái ông sư phụ lúc đầu chia tay mình, ổng đi ổng đưa mình đó. Cái đồ này cũng xịn quá ha. Tới 100 luôn nè. Đây đây đây, mana của mình là mất 50. Cái này hồi phục 200 nội lực. Cái này hồi phục 200 khí huyết, 300. Giải trừ 3 điểm trúng độc. Mình mất mới có 50 mana, uống cái này 2-300 lỗ lắm. Cái này thì chắc là để chế ra mà mấy cái thuốc bên đây. Rồi, không có gì nữa. Nghe đồn cái chỗ này không dịch đó trời. Chết tôi rồi. Rồi, nó không dịch chỗ này thì hơi bị chua nha. Cái kỹ nghệ đây là chế thuốc nè, còn cái này là gàn nè, còn cái này thì cái gì đó không biết. Đây gàn được mấy cái vũ khí nè, còn mấy cái này là chắc là gia công hay là gì đó. Mới level 2 à. Tủ điếm. Ủa sao nó nghỉ dịch luôn vậy? Chạy đi tôi nói. Tún. Thôi chết tôi rồi. Sếp game sếp ở đâu vậy? Chứa đựng trò chơi chắc lưu game đó. Rồi nó nghỉ dịch rồi. Ông này như lão cái bang vậy đó. Mù chữ rồi em ơi. Tôi bị mù chữ rồi. Tao đã biết kìa. Tao đã biết kìa. Trời ơi trời. Tí nó dịch không. Không rồi. Bó tay rồi. Thôi xong tôi rồi. Máy này rồi còn dịch. Máy này còn. Không lút được. Gái rồi có gái đứng dưới rồi. À có cái đường đây nữa hả? Ý ý ý. Chào chị. Chào chị, em bị mù chữ gì ơi, chị có chữa được không? Chết em rồi, em mù chữ luôn rồi. Làm lại, làm lại. Tự nhiên bị bệnh mù chữ thì sao mà chữa được. Nó kêu em lẹ đi. Lót nhanh lên. Rồi. Đừng. Đừng đối xử với nhau như vậy. Phiên bản 1.0 phúc lịch. Tiếp tục trò chơi. Tiếp tục là thằng này ám khí chắc là tiểu lý phi đao á. Tiểu lý phi đao thật. 1 10 nhân nhân nhân. Đây 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 đây, dịch rồi nè. Thiếu hiệp. Nghe hôm qua không gặp qua. Thiếu hiệp muốn tìm một nữ nhân nào đó. À mình đang hỏi tung tích về sư tỷ của mình đó. Đây là ngươi à. Cái bang. Ngươi là ai?
như là một khuôn mặt mới. Tiểu Martin đi, rốt cuộc thì đã có ác nhân mới tìm đến rồi. Tiểu Martin thì lúc này không có ai dám can đảm ngồi cùng bàn chúng ăn, chính là để ta tiếp cận cái bàn này có nguy hiểm rồi. Lúc trước là thằng Tiểu Martin nó chuyên ngồi đây đó nên chả ai dám ngồi nữa. Ta đi tìm người, đó ngươi đang chờ người. Ta đang chờ người. Ngươi đang chờ ta. Không phải, không phải. Bên trong ác nhân cốc này thì làm gì có chuyện nào không thể. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi có cơ duyên, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi sẽ tìm đến ta. Ok, đã biết. Sau này chắc là ông này không có cái nhiệm vụ gì đó. Hồi nãy bấm vô đâu ta? Không không không, nghe đồn dịch không dịch này nào đó được. Em hết mù chữ rồi chị ơi, chị đâu rồi, em chữa được bệnh mù chữ rồi nè. Vị công tử này tướng mạo thật là anh tuấn, muốn cùng thiếp thân nói chuyện không, nhất định đến là vì tìm nữ nhân a. Đúng rồi đó chị, a lạ. Ta là Mưa, tên gọi là Thủy Tinh. Công tử thật là gọn gàng dứt khoát. Thấy công tử thích nữ nhân có loại hình như thế nào? Trẻ đẹp hả? À, thích nữ nhân, đúng rồi đó. Không lẽ thích nam nhân ông nội. Người thích nữ nhân, muốn tìm nữ nhân nàng đến tột cùng là cái bộ dáng sẽ như thế nào? Nàng thì mới nhập cốc chưa có lâu. Sư tỷ của mình, ông nội này đi để hỏi cái cô nương nhập cốc không lâu, bộ dáng cái nàng tuyệt đối giống như là điều ngày ngày đầu tiên nhập cốc, hàng tươi mới là anh ơi. Công tử là thích cái kiểu người như thế nào, gọi là thần thái hả, tính cách hả, hay là thích kiểu chơi như thế nào? Nàng là nữ nhân, má thằng này nói chuyện thiệt á, đầu óc thì khôn nhưng mà nhắc đến gái là nó chột ra. Đương nhiên là nữ nhân, nam nhân cũng được hả? Nàng nói chuyện rất là nhiều luôn, dạng nhiều chuyện. Bất kỳ người nào mà công tử nhìn thấy thì đều sẽ nói rất là nhiều. Ok, nói miệng trên thì miệng dưới. Diễm lệ sáng sủa ngây thơ, trời ơi. Ngu thằng này nữa. Cái đó có chút hơi khó, đó rồi đó. Diễm lệ đây còn sáng sủa nữa. Những cô nương mà ngây thơ thì đâu có ai lợi cái ác nhân gốc này làm cái gì. Ngươi chưa từng thấy qua nữ nhân nào như vậy à? Thiếp thân chưa thấy qua, nhưng nếu muốn tìm một nữ nhân khác thì hãy đến chúng ta rồi. Ok, đa tạ. Không cách nào để giữ trong công tử trong tim được, thà rằng công tử không đến, thật là một cái nỗi tâm thiết. Rồi, ok, quảng cáo nhiều quá. Thậm chí có luôn một cặp tỷ muội cùng phù hậu hảo hảo phục thị công tử. Được, hai chị em cùng lúc. Có không? Bây giờ order liền luôn nè. Có lựa chọn với tôi đâu, tỷ muội nhóm nó nói mồm thôi, nó không cho mình chọn. Chỗ này vô được không? Tiểu nữ à, tiểu nữ hài à, thôi nói chuyện thôi không có làm gì đâu. Chào cháu. Cháu thì có một cái giác quan rất là nhạy bén nên cháu biết là chú không phải là người đến từ ác nhân cốc. Mình đang lẳng lặng đi thì mình bị con này phát hiện thì nói thẳng luôn, cháu muốn cái gì? Quả nhiên nếu là người trong bên ác nhân cốc thì đại đa số đều là những người thông minh. Cháu muốn thì đó là một sự uy hiếp cho người. Nếu không muốn rước họa vào thân để người khác không biết ngươi là không thuộc về ác nhân cốc á, thì chú phải giúp cháu một cái vấn đề nhỏ. Đương nhiên chú muốn tìm người hỗ trợ á, ngoại trừ uy hiếp á, thì cũng hầu như là không có điểm gì tốt cả. Ngoại trừ uy hiếp thì cháu có thể cho chú một số cái điểm tốt nữa. Rồi ok. Đó. Chú là từ nơi nào đi tới, nhìn tìm kiếm xung quanh, khẳng định là đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc là người. Cái con này nó, con bé này nó đi với mà cái thằng Tiểu Ma Tinh nên chắc nó khôn như vậy luôn.
Đúng 2 ngày trước thì cháu cũng nhìn thấy một cái điều gì đó kỳ lạ, cũng là một người không phải ở Ác Chân Cốc. Hay quá cháu ơi. Một nữ nhân và một nam nhân. Đó, nam nhân luôn luôn đang đi tìm nữ nhân. Chuyện này cháu đã gặp rất nhiều. Cô ta là người như thế nào? Ở khách sạn đối diện có một gian phòng ốc. Trong phòng thì có cái ý thức hỗn loạn. À, cái bà gì hồi nãy bà khùng khùng á. Bà kêu cái gì ta? Kêu con bé tên gì quên tiêu rồi. Rồi con bé này muốn đánh thuốc bà lão hả? Ngươi phải giúp ta hạ cái liều thuốc này vào trong cái bình trà đó. Chuyện thành công người ta sẽ nói cho ngươi biết. Làm không ta? Nó có cho mình lựa chọn làm hay không đâu. Mình hỏi thêm con bé này sao mà nó khôn vãi ra vậy? Chào cháu đủ 18 tuổi chưa? Không cho lựa chọn khác à? Ừ, khoan khoan, chỗ này nguy hiểm nha. Mình có thể nói dối nữa hả? Chứ đừng trò chơi. Cái này là 01 lúc 18, 01 lúc 11. Thời gian chơi á, 1 tiếng 18 phút á. Chú hạ độc rồi. Mình thử chém gió nó, không được thì mình lót lại. Ngươi thật sự là hạ được cái mà không bảo là gì à? Đúng rồi đó, mới làm xong á. Ngươi biết đây là thuốc gì ta? Không biết. Lúc mà hạ độc ngươi có nhìn thấy cái màu trà biến hóa không? Tôi nghĩ câu trả lời ở đây là không đi. Có được lựa chọn không? Con này nó đa mưu lắm, nên khả năng cái thuốc đó là không có đổi màu đâu. Không. Ngươi nói láo. Chỉ vì ta là một đứa trẻ, ngươi định gạt ta sao? Đừng nữa ngàn Ác Nhân Cốc có tùy tiện đi lừa gạt được. Nó chưa có phủ mình lắm anh em ơi. Không sao, chú có siêu năng lực quay ngược thời gian. Đọc đến trò chơi. Là mày thằng nào mà nhìn ngầu đét đi nào. Xịu giúp tẩy anh vậy. Mặc áo toàn hở ngực không à nha. Nhưng mà tạo hình như thế này còn đỡ. Chú hạ độc rồi nè. Ở một dòng thời gian khác á, thì chú đã hạ độc rồi. Nhưng mà tôi nghĩ mình lựa chọn có khả năng là nó vẫn không tin mình đâu. Đó bây giờ chọn có nha. Là có khi nó cũng nói lại chàng còn nãy nữa. Thấy không? Tôi biết cái thằng làm game này nó cho mình 2 cái lựa chọn đó thôi. Lót luôn, thấy ghét. Tôi biết thế nào thằng dép nó cũng đưa ra 2 cái lựa chọn như thế à. Cái trò mèo. Trong game tôi có cũng cái câu như vậy đó. Anh em sẽ phải phân vân giữa 2 cánh cửa trái và phải, nhưng anh em đi cửa nào cũng được hết. Đổ giết cưng. Mình hồi nãy là đi từ cái chỗ này vô nè, nói chuyện 2 cô này rồi. Vòng qua cái em mà cái em người ta kiều nữ á, kỹ nữ á, xong rồi thằng nhóc. Bây giờ thì đi hết một vòng đi mới quay lại mà bỏ thuốc cái bà Lý Dạy này. Ở không, bỏ thuốc bên đây. Bây giờ đi xuống Vạn Xương Cốc coi thử coi. Game này nói chuyện hơi nhiều ha. Tướng công, ta muốn nói gì là có thai phải không? Bên này để dược liệu thì chắc bên này là cái mà nhà dược rồi. Có thai đó chứ gì. Vạn thần y tại đây thì mọi cái bệnh đều có thể giải quyết dễ dàng, nàng cứ yên tâm. Nghe nói tiểu ma tinh thừa dịp mà đại úy nấu canh thời điểm đem thối thuốc cho lạc đại úy ra rồi. Mấy thằng tiểu ma tinh này nó phá hoại, nó bỏ thuốc cái ông này do ông này cũng đau bụng luôn đó. Lý đại chỉ thì đúng. Ủa không, nó bỏ thuốc thằng Lý đại chỉ thì sau đó không biết, muốn ói ra cả cái dạ dày luôn, sau này cũng vạn thần y này trị bệnh.
Thằng tiểu ma tinh nó đã chim cút rồi nên nó không ai hại người đâu. À, anh em nhìn thấy là đó, nó treo mấy cái đèn lồng đỏ mừng thằng tiểu ma tinh chim cút á. Cái ông này thì ổng cứu rất nhiều người rồi, cứu luôn cả là Thiếu Lâm hộ pháp nè. Cái ông mà tinh xảo và bạn thần y này cũng trong một đêm thuốc hết là cái khai phong phủ 97 người trong mạng luôn, kinh vãi vậy đó. Nước biển không thể đo bằng đấu lận, đúng là lòng người khó lường không thấy tâm sâu. Ông này cũng vừa tốt mà vừa xấu luôn á, nguy hiểm thôi chứ chưa biết có phải xấu không. Hỏi luôn người ở khách sạn đối diện chính là ai? Khách sạn đối diện chính là một cái bà độc nương tử kia. Cái mà bạn thần y này như là một vị cứu tinh, còn cái nương tử kia chính là một cái ngôi sao tai họa, gọi là cái sao gì ta, sao chổi á. Người trên giang hồ trăm nhận ngàn, ác nhân cóc cũng chán ghét nàng. Nếu không phải là nàng Ngữ Nhi thì căn bản không có cách nào sống sót. Đừng có nói đi bán nghe. À không không không, cái bà lão bị khùng khùng á, có Nữ Nhi, dựa vào Nữ Nhi rồi dựa vào cái con gái của bà chăm sóc bà. Trời ơi. Ủa? Có khả năng cái con bé nãy là có cái bà già đó là mẹ nha, nên mới người thuốc bả đó. Gần đây thấy ai mới nhập cốc không? Người sống hả? Đấy, nhân cốc đang muốn hồi phục lại, ai mà dám xuất hiện vào cái thời điểm này, nhất định là điên thôi. Chụp em gái chứ đừng chứ chứ đừng nhầm nhầm hoài à. Bây giờ mình chen ngang thì nó có chửi mình không? Ấm trà vẫn còn nóng nữa thấy không? Đúng rồi, cái thằng này cứ nhìn ấm trà là nó nóng à. Cái gì không ông nổi ơi, chưa có gặp mặt người ta nó đòi bó thuốc mà xin tí đồ nghe. Thằng y còn gì quý giá không? Ờ, đúng là trong phim kiếm hiệp rồi á. Con game gì mà cứ vô nhà người ta là rút đồ à, không kiêng nể gì luôn. Chào thần y, đang khám bệnh, người ngoài thì không được phép vào. Vạn xưng lưu, xưng dược á, đúng là xưng dược luôn. Trừ phi ngươi là không muốn bị lây bệnh thôi, trừ phi ngươi không phải là bệnh nhân. Một quả thôi, đổ thuốc vô cho ổng chết hả? Phía dưới này có cái gì đó, có một con đường. Cái góc này có ai đó nó ngắt hoa qua rồi, không đi được. Đem vô đưa ông thần y được không? Rồi, mới hái hai ba cái nào. Một quả phải không? Không cần một quả. Tôi bỏ thuốc không bây giờ bây giờ. Bạn xưng rồi, bây giờ mình đi qua mình hỏi cái khu bên đây luôn anh. Thì thẳng lên dốc. Chào hai cư dân. Em này sao mà chút bi quá vậy? Cảm giác như là ma quỷ vậy đó. Con này là vợ của già Tây. Ta còn tưởng gì cái thời tiết sang thu nên mới hơi thấy lạnh lạnh thôi. Nghe ngươi nhắc cái chuyện này thì tao mới thấy giống thiệt. Cảm giác giống như có quỷ hồn ở đứng sau lưng vậy đó. Làm sao ngươi biết quỷ hồn tồn tại sau lưng, cái cảm giác gì mà lại giống âm cửu u ở bên người chẳng phải sẽ biết sao, nửa người nửa quỷ.
đi đứng tại củ u bên người củ u đó hả? Có khi là cái chỗ cái thằng đó giấu kho báu đó nha. Cái thằng này gặp vậy đúng nhay luôn á. Ta chưa thấy qua giờ đây đây, cổng của tao bên này cũng chưa thấy nữ nhân. 3 ngày này tao thấy nữ nhân chỉ có mình người mà thôi. Ma quỷ còn không nhanh vào phòng cùng ta động phòng đêm nay. Rồi, hỏi khách sạn ơi. Tối ngày sao cứ hỏi ta. Khách sạn bên kia thì như một con mụ điên á. Tại vì sao lại cấu kết với con mụ điên? Cái này hay ghen cái thiệt. À tiểu nữ qua nhà bên khách sạn bển còn có một à tiểu thanh, nhớ lại hồi nãy bển kêu là tiểu thanh. Hai vợ chồng này tối ngày rồi đi động phòng đi dùng một cái đi, rồi đi động phòng đi chị ơi. Được rồi biết rồi, phía dưới này có đường nữa nhưng mà làm sao xuống con gì đây. Chờ mi luôn. Rồi game này không có đựng chó đựng mèo được rồi. Mực nướng trong nồi là của ta. Tiểu tử ngươi cũng muốn ăn thịt người à? Nhìn cái thôi làm gì căng. Dám xông vào thòng của hợp đại ác chân. Lý giải. Mình bỏ thuốc bà này được không? Không. Trộm gà của bả được không? Không luôn. Tảng đá. À, mình đứng đây ném đá đánh lại bả đi vô rồi bỏ thuốc bả. Phải không? Không. Không vào được. Mình còn cái khu dưới này đủ cư dân đi ngang em kỹ nữ này tí nữa rồi quay về bỏ thuốc bà kia. Tỷ tỷ xinh đẹp cuối đường này còn 2 người nữa nha. Vô đây hỏi nha, đổi với cư là ai? Trong nhà người dân này là toàn ba cái đồ không à, nó đã bị phá rồi. Cái này là cái đồ đặt bẫy dưới đất. Chồng huynh đài đang nhìn cái gì đó trong sân cốc này, tự nhiên sẽ mà thấy những con khỉ mà tính tình nó rất là quen thuộc. À đây cái quả này chắc là ông thầy thuốc này ông nói á. Một con khỉ thì xấu xí kỳ lạ so với những con khác. Con này chu đích kìa chồng mong. Mọi người ăn cái gì thì con khỉ nó nhìn theo rồi nó cũng học ăn theo cái món đó. Mọi người làm cái gì con khỉ nó nhìn rồi nó cũng học theo bộ dạng y chang là vỏ hồ lô luôn. Tức là mình sẽ hái cái trái cây quăng lên. Nếu như ngươi ném tảng đá đánh tới con khỉ bọn chúng sẽ ném đá vào ngươi. Rồi ok, gọi là hiến quả. Cũng chính vì cái lý do này. Rồi làm sao mà mình... Hồi nãy là mình lụm được cái cục đá. Sao mình chọi vô con khỉ đó để nó có thể quăng qua cho mình. Mình nhớ nha, là lấy được cái dược liệu này, đem cái dược liệu này lên cho ông thầy thuốc. Có ông thầy thuốc đi chữa bệnh cho cái bà kia, tôi nghĩ là vậy chứ không phải là bỏ thuốc bả đâu. Điều này ta có phải là nên làm điều này không?
ta thực sự không phải bảo bằng hũ. Một người ngoại trừ mình hưởng thụ bên ngoài, hẳn là còn một nguyên nhân khác. Lúc đầu thì dính lên gối thì ngủ rất ngọt, nhưng bây giờ lại thường xuyên mất ngủ. Buổi tối thanh thản ổn định, nhất định mới kiếm được cuộc sống này, ta biết. Dạng như mất đi người thân thì cảm thán gì thôi. Có đạo mộ bút ký hay làm được cái gì không? Nổ động. Nơi này tựa hồ trông giấu cái gì đó. Và đồ phổ bản vẽ hả? Thực cốt đan. Gân cốt thì mềm thật, đứng thẳng thì cũng lực bất tòng tâm luôn. Trói thuốc. Đây rồi. Một cái chìa khóa không biết tác dụng vì sao. Cái chìa khóa đương nhiên mở cái hộc tủ trên kia rồi. Đứng đây nè, lấy cái tảng đá ném con khỉ nè. Ủa? Cái cục đá giá trị 50 đồng. Sao mình ném nó được? Có khi đứng ở trên ném xuống. Chắc là vậy thôi. Ủa, đường lên đâu? Bên này có đường ở đâu? Không đi được. Bên này cũng không đi được luôn. Vô đây trộm đồ của ổng thôi. Huyết thủ tàu đan. Đồ phổ. Rồi ngon. Ê giọt. Trộm đồ rồi thì giọt lẻ đi. Đồ phổ là cái gì? Cái này chắc là bấm vô rồi học thôi. Cái bình thuốc hồi nãy mình mới lấy. Nhưng mà xài sao được? Đặt ở chỗ mà chân có dấu vết, thường là dấu chân ở cái khu cục mộ này. Thuốc bột kỳ quái. Dược liệu ở đâu mà mình nhiều dữ vậy ta? Mấy con khỉ nó đứng hướng này qua bên đây là ở đây phải không? Nhưng mà làm sao lấy đá ném là được nào? Đây 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 đây, đây. Chết rồi, nó nghỉ dịch rồi. Mỗi lần nó nghỉ dịch thì mình bị mù chữ á, thì mình chữa bằng cái thuốc này. Đây là cái thuốc chữa mù chữ của chúng ta. God Save thần công. Giữ gìn sức khỏe khi chơi game. Đừng chơi khi mà cơ thể không tốt. Không nên chơi những cái game lậu như thế này. Chú ý là bảo vệ bản thân, đề phòng bị lừa vào chồng. Chơi game vừa phải, thư giãn, thoải mái thần kinh. Logo đẹp quá ha. Ủa nãy quên, quên load trong game coi nó có load được hay không. Mình đâu cần phải ra thẳng bên ngoài như thế này. Đó, 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 đó. Trong tay vừa vặn có tảng đá này à. Nhìn thử qua một chút. Headshot. Nhận được một quả rồi. Mình có hai cục đá luôn mà. Ném cái nữa. Không được hả? Nhìn chị này thèm thuồng quá.
Đây, có quả cho ông rồi đây. Chữa được bệnh cảm cúm không ông ơi? Một quả nè. Quả cho ngươi. Đó. Cái này chính là một quả, đúng rồi đó. Một trái 50 ngàn. Ngươi, cái quả này rất là trân quý. Không thể tin là ngươi lại hay đưa nó cho ta. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ngươi muốn hỏi ta cái điều gì? Tin tức. Ta ở Ác Nhân Cốc từ rất lâu nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi mới xuất hiện gần đây. Vì bên trong Ác Nhân Cốc tin tức mà tìm đến. Tìm người phải không? Dựa vào cái mộc quả này, ta sẽ đáp là trả người một số cái vấn đề. Không, hỏi câu này thôi. Hai câu này thì chắc ổng không cung cấp gì nhiều cho mình đâu. Đây là thuốc, một thuốc gì? Đưa ta xem một chút. Tinh phối chế độc dược. Trời ăn tinh phối chế độc dược. Trời ăn tinh. Bầu trời nuốt mà cái mà ngôi sao hả? Hồi xưa trong cái bang có một người chết, bị độc chết trong nửa canh giờ, gọi là đại trưởng lão. Sau đó mới trốn ở đây. Đan dược thì vô sắc vô vị, ngoại trừ một cái lát hạ nhiệt độ bên ngoài thì không có dấu hiệu nào mà theo. Rất nhiều người trúng kế của hắn mà các bạn. Rồi, cái loại này là vô sắc vô vị nha. Người thuốc này làm sao có được? Một người, một tiểu nữ hài đưa cho ta. Ta biết đại khái chuyện gì đang xảy ra, dĩ nói luôn đi ông. Ngâm 10 ngày á. Rồi cái thuốc này thì chữa bệnh được. Vì sao ngươi cho ta? Rồi, trả công gì có một quả thôi. Tốt nhất thì lúc nào trong người cũng nên có một cái liều thuốc giải độc như thế này. Bỏ vô đây cho cụ uống được không? Ông này cũng không xấu mấy. Không nên làm cái trò mà thất đức đó. Xếp game. Khoan 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 khoan. Kỹ nghệ phải không? Hai chục bộ cạp sáu gắn độc. Thiếu cái độ trọng phải không? Độ trọng này kiếm ở đâu? Không biết độ trọng ở đâu. Mình mới xếp game rồi phải không? Và nói chuyện con bé này, cái thuốc đó là không mùi không vị. Rồi, thuốc đó không mùi không vị. Biến chính là nhiệt độ, hỏi cái ông đó rồi nó mới ra cái này, chứ không phải là có hay không hả? Không tệ. Khi nhiệt độ thay đổi thì mới phát sinh độc. Mấy chốc sẽ như thế nào? Cô là hạng người gì? Ả ta là một cái người cường hãn hung tàn. À, con đó không chừng là chị của mình đó. Khốn nạn con bé này. Hồi xưa vẫn là một cái thiếu nữ yêu kiều ngây thơ, nhưng rồi sau đó trở thành ác nhân, bị địa phương bá bá giết sạch. 10 năm hả? Con bé này 10 tuổi không? Nàng từ lúc đầu đã muốn chết, nhưng vì nữ nhi, nàng liền trở thành một cái kẻ ác nhân. Có khi là tỷ tỷ đó có một cái đứa bé là con bé này là con của bả đó. Nhưng mà sau này bả bị khùng, bị là tâm thần điên loạn đó, thì muốn hại cái đứa bé này. Đứa bé này thì muốn giải thoát cho bả đi.
đừng có để mà vì đứa con nên cố gắng sống một cái cuộc sống mà điên khùng như vậy. Tính ra con bé này cũng có ý tốt đó đó, hy vọng đây là một cái loại giải thoát đó. Lắc đầu rồi. Như nó đúng, ta hiểu lầm như thôi. Giống như người, ta hỏi là đáp ứng người kia. Cười lên ánh mắt giống một hồ ly nữ tử. Chính là nàng, đúng rồi đó, thấy không? Tôi đoán có sai đâu. Ngươi vì sao biết ta không thuộc về ác nhân cốc? Bây giờ ngươi cảm thấy ta là người tốt hay là ác nhân? Cả hai đều quan tâm. Không tệ, ta biết ngươi không quan tâm, đúng như thế ta mới nhận được. Ta nhận ra điều đó khi ngươi đến. Bên trong ác nhân cốc, mỗi ngày thì có vẻ người nào cũng là muốn cải trang thành một người ác hết trơn. Người lương thiện luôn cải trang thành người ác, còn người ác thì cải trang thành lương thiện đó để trà trộn vô. Đó. Tất cả bọn họ đều biết cái đáy lòng mình đã trở thành một kẻ ác nhân nên coi đây là cái chuyện bình thường. Còn mình thì coi như với con này không quan tâm luôn nên khác. Thay hài tử mưu sát mẹ mình, thấy không? Con bé này khôn vết đó chứ. Người ác trong cái một cái khu tàn ác thì không làm cái chuyện xấu, còn một cái thằng mà không phải người ác thì vào cái khu này lại chấp nhận làm cái chuyện xấu. Người cảm thấy nàng tại sao phải đi săn? Thiện ác hiểu rõ phi thường, ngươi là hết sức nguy hiểm, vượt qua cái gọi là ranh giới thiện và ác này, tức là không còn quan tâm cái gì nữa. Nàng ở đâu? Ngươi nhất định phải đi tìm nàng à? Ừ. Ám hiệu đồ mi, đi đến khách sạn cùng người chạm mặt. Rồi, cảm ơn. Ủa, vậy cái bà điên đó là khác, còn mà tỷ tỷ của mình là khác. Tỷ tỷ của mình vẫn còn mà tươi trẻ lắm. Độc mệnh đan là cái phương thuốc hồi nãy của con bé nó đưa mình đó. Bây giờ thì tìm cái cách chữa bệnh cho mẹ con bé này luôn không chừng. Là cái phương thuốc hồi nãy ổng đưa cho mình đó, cái mà kỹ nghệ nè, tố nữ đan nè. Nhưng mà kiếm đâu ra năm cái đổ trọng này thì tôi không biết nữa, chắc đi dò dò trên đất hay là đi mua có ai đó thôi. Rồi cháu cứ yên tâm mà sống. Không cho mình đi vô, có khả năng là cái đổ trọng nó nằm trong đó. Đổ trọng có nghĩa là hạt đậu bự bự, có khi là đậu nành không chừng. Rồi đoán vậy thôi. Đông Nhi vậy? Ủa không phải Tiểu Thanh hả? Nhầm tí làm gì căng. Đi vào khách sạn này, nói mật khẩu là cái gì tôi quên mất tiêu rồi. Tôi định lừa nữ nhân à? Người không biết ta tìm nữ nhân đúng rồi đó. Rồi, mình là hẹn. Trong khách sạn chỉ có hai người. Ám hiệu hồi nãy là cái gì ta? Đây, ngươi đang chờ người. Nữ nhân. Đây, 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 đây. Ông này ổng tưởng là mình là do con bé vô phái đó. Cái bàn mạng sang dữ thiệt á. Gụ là lạnh. Rồi, ok. Gụ đã lạnh rồi, chứng tỏ ông này ổng chờ rất là lâu rồi.
Hồi xưa uống rượu là rượu nóng nha, tức là rượu nó ấm ấm rồi quá. Hạ độc á, trời ăn tin chén rượu này có độc. Đây là nói chuyện về cái ông cái bang mà chuyên gia sử dụng cái thuốc độc là hồi nãy á, đi mà đánh ông trưởng lão chết trong vòng nửa ngày trốn vô đây á. Ngươi nhận ra ta là ai à? Đồ mi, đồ gây mi pha son la si hả? Uống vô rồi cho chuyển sinh luôn à? Chưa có thuốc giải ông ơi, chừng nào chế được thuốc giải quay lại. Mười năm trước Thẩm Thiên Quân là ông sư phụ của mình, đánh ông này trọng thương, đẩy ông này vô ác nhân cốc trốn ở đây, nên rất là hận ổng luôn, nên ổng mới bỏ thuốc vô cái rượu của mình là độc ác khốn nạn. Ta không biết nàng là ai, cũng không quan tâm, vậy là ổng gạt mình thôi. Không có trong xuất hiện trong đáy nhân gốc này nữa thì chắc là xương có tốt, xương cốt này không còn nữa rồi. Ta sẽ đưa xuống người xuống địa ngục để tìm nàng cũng được. Tính nhau hả? Trời, cái quán rượu tự nhiên nó rộng ha. Thằng này máu Anna nó gấp đôi mình lớn. Ơi rồi có mình rồi đánh sao? Phối trí hoàn thành. Thôi chết rồi, không thấm không rồi. Đi ra đưa cái lưng cho ổng. Đi ra. Rồi ổng đỡ đòn của mình luôn. Không, mình sơ hở nhiều lắm, không thể quay ra được. Bây giờ uống thuốc liền 200 máu. Đây 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 đây. Nội lực cũng hết luôn rồi. Cái này nội lực 300, khí huyết 300, nội lực 200 đây. Tổng hết mana rồi, ông đâu có làm gì được mình. Bây giờ ông sơ hở ngay trước mặt luôn nè. Ai đây, ai đây? Chết rồi, nó nghỉ dịch rồi. Ý da. Vãi đây. Rồi bị bệnh mù chữ nữa rồi. Đọc được chữ đồ mi à? Mi đâu? Đồ mi. Làm lại cách chữa bệnh mù chữ của chúng ta đây. Lần này nữa thôi nha, một lần nữa là nghỉ luôn. Gần 2 tiếng chứ ít tội gì nữa. Chơi game vừa phải thì kích thích trí tuệ cao hơn.
Còn trầm mê nghiện game thì chỉ hại bản thân là chính. Sắp xếp thời gian mà chơi game hợp lý, vừa sinh hoạt khỏe mạnh vừa hưởng thụ chơi game. Nó bắt buộc mình đánh thua để con bé kia nó cứu mình hay gì đó. Là mình đã mà ẩn tàng trong cái chỗ mình cả chục năm rồi, vậy mà cái thằng kia nó nhìn ra sư phụ mình, nó vẫn biết mình. Không có chỗ nào để mình lấy được ba cái kia ta, cái đổ trọng gì đó. Tìm được sư tỷ nó mới cho mình ra ngoài, nên bây giờ là phải bắt buộc vô đây rồi, không còn cái lựa chọn nào khác cả. Thôi, bây giờ mình uống thử thì có khi là không cần đánh á. Chết luôn à, chúng độc chết hết game. Đó thì nó cắt qua cái cảnh này luôn, không cần đánh. Hay là mình đang hồi ức ta, ngây thơ như sư đệ á, thì bây giờ giang hồ chính là cái phái phàm thôi. Ngây thơ như sư đệ có khi là ra đó thì xanh cỏ luôn, sư tỷ thì ngon nghèo quá ta. Nhìn nào, thời khắc cuối cùng ngươi vẫn là một kẻ lạnh lùng như vậy, chuyện này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Vì sao sư tỷ không có ở đây, không ai có thể nhắc nhở ngươi từ bỏ cái thói quen này, không bằng ta mang ngươi đi cũng được, bao nuôi em đi chị. Ngươi quả nhiên không quan tâm ta muốn đem ngươi đi đâu. Bao nuôi thì đi đâu không được. Ngươi là một cái tiểu tử rất là khôi hài vui vẻ này. Đây cũng là lý do mà ta thích ngươi. Nếu như ngươi mà bị cái nhân tình thế thái làm cho trở thành người xấu đi thì ta cũng có thể sẽ khổ sở. Bình bình đạm đạm bình an cũng tốt. Để đâu biết, ta đã từng nghe qua rất là nhiều người, vô số cái lời nói ngọt miệng ta đã biết của ngươi. Câu nói này của ngươi thì hẳn là mang một cái mặt khác thôi, tiếng phân minh ý nghĩa gì đó. Đây có thể là lần cuối cùng mà đệ nhìn thấy ta coi như đây là lần câu nói cuối cùng của ta là đừng đi. Tuyệt đối đừng tìm ta, nếu tìm thấy ta không nỡ bỏ mày đi đâu. Sư tỷ, coi sư hỷ tinh hả? Chưa chết à? Rồi luôn, sư tỷ đây, nhìn cặp đùi nè. Để đây tỷ ơi, để đây. Đó, người vẫn còn sống. Trăm thêm 100 nữa thì ngươi sẽ còn nhớ đến ta thôi. Để tìm đến tỷ đây, tàng bảo đồ đôi tỷ. Ngươi là quan tâm ta à? Ngươi thật sự đặc biệt đến tìm ta.
Không, đó, để tìm cái tàn bảo đồ thôi. Thì ra là thế, người lại là tung cái mệnh lệnh qua đây để lừa gạt tình cảm của ta. Là lãnh hai ra lệnh cho ta tới, gọi là nhị thủ lĩnh đi. Nhị thủ lĩnh ra lệnh cho ta tới. Nếu như là để muốn thì ta rất tình nguyện lấy ra. Mặc dù cái tàn bảo đồ ta đem đi thì mất đi thì ta chắc chắn là phải chết. Người sẽ không chết, cùng ta đem tàn bảo đồ mà quay về. Không có đâu, theo chị luôn. Nếu như ngươi cùng một mang cái tàn bảo đồ này về cùng ngươi thì toàn bộ ngân nghĩa trang có thể phải chết. Có khi con sư tỷ này đem cái bản đồ trốn đi á, để cho bảo vệ cái nhân nghĩa trang á, chứ không phải là con này nó tham lam cái gì đâu. Vậy người mang tàn bảo đồ trở về ta lưu lại cũng được. Đúng là vô phương với thằng đệ nè. Ngươi là kỳ môn toán học đại sư sao? Quả nhiên ta rất là thích cái nhân nghĩa này của ngươi. Sao thủy lại thích đệ? Vì sao thích? Không phải ngươi đã lừa qua tình cảm của ta à? Là có phải là cơ hội để tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi xưa nay làm cái loại người này. Đấy là một cái bằng hữu, tình bằng hữu mà thôi. Bằng hữu méo á. Tỷ này bắt đầu sim đệ dữ rồi đó. Vô tình vẫn là hơn là lụy tình. Cường giả mà không có cường giả vô tình thì có thể không bị tổn thương, không bị khốn khổ. Đây là nguyên nhân mà ngươi ăn cái tàn bảo đồ đi. Không làm vậy thì ta sẽ chết. Động tình. Ngươi rất đơn thuần, lúc đầu thì có thể sống rất lâu, thật lâu. Rồi, hẹo. Gì đây? Hồi xưa là đào tạo theo kiểu mà một một đó, vô tình, vô nghĩa, vô tâm, vô phổi. Không có ta, ngươi cũng không được rời đi khỏi nơi này. Mình đang nhớ lại cái quái gì hồi xưa đây. Cái mặt nạ màu vàng rồi phải không? Tỷ tỷ. Tỷ đâu rồi? Rồi bắt đầu giải đố đó, không đâu cho nó. Cái mặt đất này một cái bức phù điêu cùng một vài cái cơ quan và hình vụ. Ta biết nơi đây. Đây, thắp bốn cái ngọn lửa này lên thôi chứ gì. Không. Không có gì thay đổi cả. Có động tĩnh. Cửa mở rồi. Gì mà bấm hai cái mở cửa. Ôi vãi. Tôi chưa kịp hiểu câu đố nữa. Nãy bấm cái ba xong bấm cái một nè, nó có động tĩnh nên nó đi ra luôn à. Thiệt con game. Không có loot được cái gì ở đây cả. Thực ra là tôi tính toán hết rồi đó, chứ không phải là ăn may đâu. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi hướng này ngõ cụt. Thường ấy, sẽ đi ngõ cụt trước, coi nó có cái đồ gì không. 2.000 gửi đồng, 1.000 năm tinh chi. Thơm. Đúng là đi theo tỷ tỷ là lút đồ ngon nghẻ luôn. Cái gì đây, cái gì đây. 1.000 năm linh chi nữa. Ôi vãi. Còn cây nào nữa không?
Rồi, cắt cảnh mẹ ơi. Đây đây. Những năm thiên thần bảo đồ sao? Đúng rồi đó. Đây là cái hàng thật. Vất vả lắm mới tìm được. Yến Nam Thiên mất tích nhiều năm. Đây là cái bản đồ về cái công pháp của ông sư phụ của mình. Yến Nam Thiên. Ủa không phải, Yến Nam Thiên là ông khác. Rồi, em này là vì mà trai thiệt đó ta. Để có biết gì đâu. Tỷ là gián điệp thiệt à. Ôi vãi tỷ ơi là tỷ. Chưa chết nữa hả? Còn không ngã xuống. Quả nhiên là đã coi thường ngươi. Thuốc mê có thể khiến ngươi ngất xỉu 3 ngày 3 đêm mà còn có một em mờ thất. Vậy mà ngươi có thể dễ dàng phá cái cơ quan. Em bấm có hai nút là nó ra chị. Làm gì đây? Body của tỷ rồi. Ta muốn tự mình chơi đùa với hắn. Rồi bây giờ mới đánh được cái trận thứ ba nè. Chơi con game 2 tiếng đồng hồ đến 3 trận. Rồi, cái chiêu thức thì có dạng delay. Rồi, nói chung là mình phá chân cái mục tiêu mình mới tấn công ấy thì ngon. Ok, chưa chỉ lệnh. Đứng bên đây mới đúng nè. Bây giờ lỡ bấm một cái rồi nó không cho mình quay về. Ủa, bấm lại đây được hả? Nè nè. Hụt rồi bạn ơi, bạn đánh hụt rồi đó. Đúng là không tầm thường. Chết rồi, tỷ cũng theo phe nó nữa hả? Rồi đi 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 đi, để tự tỷ mà xử lý chuyện này coi. Rồi tỷ này bây giờ theo phe mình rồi đó. Ngồi ngon. Cái gì nữa đây? Chết rồi. Hóa ra nó muốn ám toán mà con bé này luôn, sư tỷ của mình luôn. Phòng hỏa trước khi lo thì khỏi lo hỏa. Tỷ ơi là tỷ, đi tin mấy thằng này. Không cần đâu, để đánh được. Cứ để đệ lo. Khống chế trạng thái dị thường, mất đi cái quyền hành. Rồi ok. Trào phúng bối rối vào mị hoặc. Ba loại đó trong sư tỷ có chiêu thức là cầu hồng hoàng, có thể khiến mục tiêu lâm vào mị hoặc. Chuyển đổi cái mục tiêu thành trận danh, dạng như là cái yêu của hồ ly á, cái chiêu e của Ahigi đó.
cùng một lúc á, thì có thể là bị một cái mà trạng thái khống chế duy nhất thôi, mị hoặc nè, là cái này. Cái này là suy yếu, còn cái này là khiêu khích quá. Đánh nó, ừ, đúng rồi đó, đó đánh nó. Trời, có 50 máu còn cốc thôi. Thằng đệ của mình nó yếu nhưng mà được cái nó trâu nha. Bây giờ sơ hở mình bên đây. Mình còn một tuần nữa hả? 4 tuần nữa bay chảo. Nhảy máu hay nặng. 97, 93, 25. Cào nó tỉ. Một hit chết luôn rồi, chảy máu mẹ gì nó. Phản đòn nè, phản đòn nè. Thấy đệ mà bá đạo chưa tỉ? Mới học võ là có vài phút trước đó. Thần Vũ không cần đánh với hắn đâu, để tỷ đo cho. Để bá lắm, tỷ đừng có lo à. Ủa nó không có điểm yếu hả? Để sống hết mana rồi tỷ ơi. Thôi chết cũ mình đây. À không, mình vẫn còn trâu lắm. Nó phản đòn. Giả bộ ngây thơ ngu ngốc, tất cả đều là gạt ta. Ta chỉ là yêu ngươi chứ không phải là kẻ ngu. Nguyên lai là ngươi chỉ để cho ta. Mặc dù võ công không bằng ngươi, nhưng đây là đầu tiên trong đời ngươi phát quan tài. Vậy là ngươi vẫn yêu ta. Yêu cái gì mà cái thằng bắt tôi này, tỷ ơi là tỷ. Tỷ bị tâm thần hả tỷ? Không có đâu, bây giờ là tỷ chuyển qua đệ rồi. Tốt, chúng ta thả hắn đi, sau đó về nhà chúng ta. Có cái méo hả tỷ? Vậy là tỷ vẫn cứu mạng mình thôi. Không, méo tin được. Con game này thì méo tin được. Cái lòng gì vậy? Tỷ bị thần kinh thiệt á. Ta không dạy qua ngươi à, vì đạt được mục đích nhất định phải bỏ đi phàm chán tình cảm. Những cái tình cảm này chỉ khiến ngươi mềm yếu hơn mà thôi. Nguyên lai giữa chúng ta chỉ là những cái tình cảm chân chính nhàm chán vậy à. Tính đâu cái tỷ này chơi hai mặt, hóa ra là tỷ vẫn xiêm lỏ như lắm, trời ơi. Rồi tỷ chơi anti này chứ đâu. Chiêu cuối đi tỷ. Tỷ đừng lo. Nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của ta chọc bật như vậy nên lấy ta làm lay động tình cảm à. Đây là mệnh lệnh. Vậy cũng tốt, nguyên lai chỉ là một cái mệnh lệnh, tôi có thể vô tình như thế rất là tốt rồi. May mắn là người vô tình, không phải ta không thì ta không buông bỏ đâu. Vô tình là một chuyện tốt, càng không phải khổ sở. Người thế mà sụ mặt không nói lời nào, không chiếm được nữ hài tử niềm vui. Tức là thằng này nó dạng là tu tiên luôn rồi đó, nó không có gái gú gì luôn á. Sau này sư tỷ rời đi thì không phải còn một mình ngươi mà thôi. Đúng là thủy tinh thiệt. Sơn tinh thủy tinh. Di ngôn của ngươi, không ngờ cái ngươi nói nạ nhảm nhiều như vậy. Động thủ đi.
cuối cùng gặp mặt, ta không muốn ngươi lại không có biện pháp đâu. Không có hề có là một cái tí SFX nào luôn nha. Đừng có nói sư tỷ hẹo luôn nha. Rồi cái câu đó nói như di ngôn vậy đó. Người sớm đã biết cái rồi đó. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta đã điều tra rõ lai lịch của ngươi. Chỗ phòng bị ta cũng sớm biết. Nước mắt của ngươi chính là địch nhân của đồng quy vu tận. Có dấu kịch độc dính chi hóa cốt, bất quá một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi gì cái loại này mà ngu xuẩn ghê lệ, thật chẳng qua đâu vào đâu cả. Rồi giúp sư tỷ, còn ấm vẫn còn ấm. Ngươi thật là vô tình. Giờ solo 1-1 anh trai. Mang Đà La. Nhìn cái mặt này mà yêu được, không biết cái con tỷ này nó bị cái gì nữa. Cảm tạ nàng ta ngu xuẩn đa tình thiệt á. Đó, bốc cái nội khí này nè, chơi chiêu cuối nè. Trên người ngươi phát ra một cái hình xăm gì đó lại còn tỏa ra sát khí cực kỳ nồng đậm. Đây chính là tư thái sao? Lần này thật đáng giá. Đây tính là hình cái gì? Đây tính là tâm thái thật sự của ngươi à? Hóa ra mình giấu nghề từ đầu game tới bây giờ anh em ơi. Cái môn phái mà thất truyền từ lâu hôm nay vì đây mà thức tỉnh. Người tới, động thủ vậy lấy hắn. Lại gọi hỏi nữa hả? Thằng này. Tiểu Ma Tinh. Tiểu Ma Tinh đi cứu mình rồi. Các ngươi chết như thế nào? Hai cái, về sau lại ba cái. Ngươi là ai, xuất hiện từ đâu? Không phải phát hiện các ngươi là một nhóm người lén lén lút lút tiến vào ác nhân cốc thì ta không thật sự biết ác nhân cốc có một chỗ như thế này. Cái này là thiên đường có lối không đi, địa ngục không có cửa lại càng muốn đi. Ngươi ám toán nữ hài đầy thủ đoạn, chuyện cười đều không có như thế, cực kỳ âm hiểm. Lý Đại Chỉ cũng không có tàn nhẫn như ngươi như vậy. Thân là ác nhân cốc Tiểu Ma Tinh, ta phải cùng cho ngươi một lần đến tột cùng có biết ai là cái ác. Rồi ra tay tương trợ. Kỹ năng của thần vũ là thức tỉnh đặc biệt kỹ năng. Anh hùng nhân vật đều có một cái kỹ năng rất là đặc biệt, không như bình thường, chiêu thức này sẽ không bị tiêu hao bởi động tác cơ hội. Rồi chỉ cần sử dụng thích đáng thì sẽ là thay chuyển được cái cuộc chiến này. Thúc kình là tự tiêu hao bản thân giá thức. Nói chung là dùng cái máu huyết của mình á để tấn công á. Hạn mức cao nhất là vì ba, tổn thương tăng lên. Còn thừa khí huyết để tiến hành cường hóa, đặc biệt kỹ năng thúc kình này. Đánh thằng nào trước? Chơi luôn 3 điểm. Con trăm mấy máu gì đó hả? Chưa chết nữa, nó còn như máu vậy. Phản đòn lại nè, ủa không hả? Rồi lát hết nó đi anh, để em đánh cho đã anh nha, anh lát hết. Mấy thằng này chả tới dụng méo luôn. Mê hồn huyễn say, mạng Đà La thì kỹ, lấy nhiếp tâm huyễn thuật kết hợp với độc môn nghi ngờ tâm nhãn địch gì đó. Ôi rồi coi sư tỷ còn ấm không. Rồi cảm ơn thằng Tiểu Mà Tin cái đi.
Đây là yến thêm mảnh vỡ của yến Nam Thiên Bảo Đồ cho ngươi đó. Là ngươi nhặt được nhưng ngươi không nên giữ cái vật này. Ta tới cái khu này chủ yếu là tìm cái mảnh vỡ bao đồ. Dù là ngươi đến để tìm nó nhưng tốt nhất ngươi vẫn không nên cầm. Bởi vì ngươi cũng muốn mang nó đi. Lắc đầu. Sao ngươi lại nghĩ như thế? Ngươi muốn nói ta mang đi cái vật chân quý nhất là sư tỷ à? Chứ không phải cái thằng bảo đồ thôi. Không. Nghèo rớt mồng tơi, ngươi cái gì cũng không có. Chân quý đồ vật có lẽ ngươi từng có qua nhưng bây giờ thì không. Đây nào. Tao vốn cũng không có đồ vật gì chân quý. Mà nếu ngờ phút cuối con thằng tiểu ma tinh nó giúp nữa chứ. Nó không giúp thì mình vẫn dư sức đánh kia thôi. Cà ớt. Bây giờ mới bắt đầu vô game đó à? Cửu Long Phong Vân Bộ. Nhớ lại quá khứ về cái ông sư phụ của mình. Miễn là ta còn sống, ta sẽ điều tra rõ cái việc này để giữ cho cái giang hồ thái bình. Thủy Tinh, ta đã biết, chúng ta cùng đi. Không có đâu, không, lần này ta sẽ đi một mình. Nếu ta không đoán sai về nhãn phong cái sự kiện còn có một cái chuyện ẩn giấu khác. Ngươi ở đây, ta nếu như ngươi đi cùng ta thì ta không có cách nào ứng phó. Kéo lever em với sư phụ ơi. Chuyện bây giờ ngươi không cần biết, khi nào ta trở lại sẽ cho nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không trở về thì ta sẽ động thủ, vì sao ngươi không quan tâm ta động thủ? Thật là một tiểu gia hỏa vô tình. Bởi vì ta không ngốc như ngươi tưởng ta, bởi vậy em mất mạng đâu. Ta rất là thấy vui vì ngươi một mạng vẫn ngoan ngoãn lưu lại trong cái nhân nghĩa trang này. Nhớ đến ta, có thể vì ta rơi mấy giọt nước mắt. Không có rơi đâu. Không cần tìm ta, không động thủ, tại nhân nghĩa trang chờ ta. Ông này tối ngày ông nhắc mình không động thủ, có khi là cái chiêu của mình xài nhiều quá là bị khùng luôn. Đó, nhưng ngươi không nên động thủ nè. Quân tử động khẩu không động thủ. Mệnh tang hôm nay. Tối ngày nhắc nhỏ không động thủ thì sao ta? Tỉnh rồi hả? Ngươi làm gì ta? Làm gì đâu? Tỉnh rồi à? Đúng rồi. Tá Điền lạ lắm. Lạnh nhị gia phái ta đến muốn xem ngươi để tìm quả thắng nhau. Lạnh nhị gia. Đúng rồi. Khẩu khí người thật lớn. Phương Nhĩ ngốc tới thăm tươi. Ngươi đúng là cái bóng của nhân nghĩa trang rất là lợi hại. Nhân nghĩa trang cái bóng. Đừng nói mất hết ký ức nha. Ngươi cả mình ai đều không nhớ được. Hẳn là ngươi đã xong cái nhiệm vụ nên khiến người ta càng chóng váng hơn. Vậy là cái mình đem được cái tạng bảo đồ về luôn rồi đó hả? Hỏi 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 phần cuối. Cái này một là hồi ức đó nha. Còn hai á là mình thật sự là được quay về cái nhân nghĩa trang rồi đó. Ngươi quên sạch hết mọi chuyện à? Vài ngày trước ngươi toàn thân tổn thương đi về không ai nhận ra ngươi, hỏi ngươi cái gì đi không đáp, cũng coi không ai ngăn được ngươi. Ta đi tìm nhị thiếu gia hỗ trợ. Gọi là cái gì nhị đó? Gọi là nhị gia hỗ trợ đi, gọi là nhị gia thôi. Đừng đưa đến quảng trường nằm xuống. May mắn nhị gia giúp người lãnh một thanh. Hay là từ án nhân gốc mang cái tàn bảo đồ về. Ta không nên nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nói. Dù sao nhị gia đã dặn ngươi khi mà tỉnh dậy thì liền tìm đến hắn. Nhị gia đang ở đâu? Nhị gia gốc Vất Vả thường ngày thì đang quản lý ở nhân nghĩa trang này, phái mọi người đến nơi đó. Chỉ có nhị gia mới có thể gọi được cái linh đự thôi. Đại gia.
lệnh lớn lệnh nhỏ nữa chứ. Cứu quảng trường rồi, ok. Thằng này là cũng có dòng máu anh hùng nữa nhưng mà nó hơi khù khờ tí nha. Nhiệm vụ mới cập nhật, cảm ngộ điểm số. Mỗi anh hùng đều có được riêng mình một phần cảm ngộ xuyên thấu, xuyên thấm tiêu hao điểm cảm ngộ, điểm số có thể tăng lên thuộc tính thu hoạch trong chiến đấu rồi phân phối hoặc trở về. Cái điểm này mình có thể là cộng trừ thoải mái, động tĩnh vừa nhu xảo. Trong đó điểm cảm ngộ thì tăng thêm cái động cơ năng lực tĩnh hệ cảm ngộ càng nhiều, năng lực tăng phòng ngự. Rồi nói chung là giải thích mấy cái điểm đó thôi. Hệ xảo thì cho mình cái điểm khôi phục, còn hệ nhu thì tăng cho mình cái máu, còn hệ cảm thì tăng cái đam. Tâm pháp đủ cái điểm mà cảm ngộ thì có thể là vận hành được cái tâm pháp này, tự động vận hành dạng như kỹ năng bị động. Ok, cái gì xem trong hệ thống chiêu thức. Hôm nay thì trên đến đây thôi hả, những cái cốt truyện thì vẫn chưa đâu đến đâu cả, có mỗi cái sư tỷ làm thất vọng quá. Rồi, lưu lại. Có thời gian thì chơi tiếp. Ok, bye bye anh em.